Như vậy nó là trong cơ thể chúng ta
99% là gió ở chỗ ở ở tư giác. Như vậy chúng ta biết môn giác ở đâu thì ta dựa vào cái tình tư giác. Ngoài ra thì đó nó nằm đấy, có thể không đáng đấy. Và nơi nào mà trong gì đó nhất là nơi đó là tư giác thì dựa vào tính này nó làm gì? Thứ nhất là tính giá cho nhân dân. Nếu bắt gió nhiều thì tư giác nó hoạt động. Nếu bắt ít là suy giác nhà trước nó đoạt môn được làm vậy thôi. Cái hai là gì? Giúp làm gì? Tìm tư giác là chỗ. Tư giác là chỗ ta thấy trong quá trình gọi là phát triển về con thai thì tư giác di chuyển từ ổ bụng lên tới bụng đã được sau đó đi. Như vậy thì chúng ta biết là tư giác tư giác nó không thể nào ổn thì biết ở đâu bây giờ thì trong mặt đó ta lần ta được đi mà cũng chưa chắc tới đâu thì ta chỗ biết rồi chỗ nào bắt được nhiều thì môi chắc nằm đó thì đó là chẳng nói môi chắc là chỗ ứng dụng thứ ba nữa làm gì tìm cái ung tư giác như cây. Như vậy nó đấu gió nếu chỗ nào mắc đó nhiều chỗ đó là môi giác thì cần thì nó đặc tính của tuyến giáp nó đặc biệt là nó sử dụng gió để tổng hợp môi giác nơi nào có gió nhiều là nơi đó môi giác. Và chúng ta thấy nhu cầu của một người trưởng thành chúng ta về mặt nguyên lý thì nó khoảng nhu cầu là khoảng 150 đến 160 microgram hay là microgram mỗi ngày. Như vậy trong sinh viên là người lớn không phải mang thai gì hết thì trung bình ta cần 150 mg khi ở mỗi ngày, còn phụ nữ có thai thì thêm 50 nữa. Như vậy chúng ta thấy thì thật sự chúng ta cần 150 không? Thật sự là không cần, không cần 150 đâu, chúng ta chỉ cần 80 là đủ. Là lý do tại sao chúng ta thấy chúng ta ăn vào, chúng ta ăn vào 150 chúng ta thật sự là mất hết ở chỗ mà nước tiểu là thật là chỉ cần chỉ có 55 là được hấp thu vào, coi như là khoảng cỡ 1/3 là nó hấp thu vào trong máu để tổng hợp hormone giác, còn 2/3 là thải ra nước tiểu. Và chúng ta thấy khi mà tổng hợp hormone rồi sử dụng rồi thì một số hormone giác nó thải ra ở đâu? Thải ra phân. Phân như vậy một phần ra là nó thải ra phân nữa, và một phần hormone nó đi giải ra thì nó sẽ thải ra nước tiểu. Như vậy chúng ta thấy là ăn 150 thật sự là ta mất hết bao nhiêu? Mất 135. Như vậy còn 55 ở đây cộng với cái phần tái hấp thu lại nữa từ cái hormone nó tái hấp thu qua đây, như vậy ta còn khoảng 70. Như vậy ta chỉ cần khoảng 80 là được. Như vậy những người bình thường chúng ta nếu mà gọi là ăn cho bình thường không có phải vì thứ đó thì ta sẽ ăn từ 100 tới 150. Nhưng những người có bệnh trầm trọng thì nếu trong giai đoạn đầu nó sẽ có hiện tượng là gì? Tăng tái hấp thu ở nước tiểu. Như vậy chúng ta thường mất hết khoảng 135, nhưng nếu những người ta giai đoạn đầu tiên ta ăn thứ đó thì cơ chế đầu tiên là nó sẽ tăng tái hấp thu ở nước tiểu, như vậy là giai đoạn đó. Như vậy ta ăn hết hơn một chút thì nó vẫn được, nhưng mà thời gian kéo dài bao lâu, di chuyển được bao lâu thì bắt đầu là hạn chế chứ cơ chế này không đi. Khi mà thận không có ấy được cái chuyện này biết để mình muốn sau này nói là tôi ăn xíu gió bao lâu đó là gây ra bệnh nhức mổ bắt bao lâu sáu tháng. Như vậy mất 6 tháng thì cơ chế này sẽ bắt đầu đi sẽ rút dần. Như vậy những người mà thiếu gió mà gây ra bệnh nhức mổ địa phương thì những người đó thường phải sinh sống ít nhất 6 tháng nằm trở lên ở vùng thiếu gió ăn uống thấp thì mới có năng nghe cứu được. Họ nếu chúng ta đi ở một cái thì sẽ bắt lên ở chỗ nào đó xa xôi đã đánh trong vòng 1 tháng 2 tháng 3 tháng mới tạo ra bước một thì nó chí nó tự chế các bọn mình là tiết kiệm đồng thời chúng ta thấy là ăn rất cao cần luôn. Như vậy chỉ cần 80 cũng đủ. Như vậy nếu mà thiếu thì qua cơ chế là ăn các con ở bụng tiểu là tái hấp thu vào luôn. Như vậy cái lượng mất là nó bị tiêu diệt. Như vậy như đó chúng ta mất khi nào ăn càng ngày hết không đủ suy giác thì chỉ có thể là 6 tháng sau thì suy giác mới cải thiện được. Không phải là bệnh nhân có thể ăn thứ đó trong vòng 2 tháng mà đủ gây ra cái chuyện suy giác hay là gây suy giác. Rồi đó là những phần liên quan đến phần đạo đầu của liên quan đến suy giác, để liên quan đến suy giác thì có 2 định nghĩa chúng ta cần phải nắm. Thì 2 cái điểm này bên tiếng Anh nó rất là rõ ràng, còn tiếng Việt mình nó ca cái đường mạch nào thì nó đường giác hết bởi vì lầm lẫn. Chúng ta đầu tiên là chúng ta thấy nhiễm độc giác cái từ tiếng Anh đó là thyrotoxicosis, và một bên đó là gọi là tiền giác gọi là hyperthyroidosis. Hai cái này phân biệt là
hiện ta thấy nhiễm độc da và cường da cái nào lớn hơn, cái nào mẹ là con? Nhiễm độc da là mẹ, cường da là con, nói đơn giản là như vậy. Nhiễm độc da là gì? Là hội chứng gồm các triệu chứng do cái tăng hormone da trong máu gây ra. Tăng hormone da do nguyên nhân gì không biết, có khả năng uống hormone da vô nhiều quá, có khả năng là do cái chứng da bị phá hủy như này cho nó dạng bị viêm da, chúng ta có tăng hormone học đâu, và tại vì cái chứng da mà nó tổng hợp luôn luôn cái hiện tượng gì nữa trong trong nguyên da như này cho nó, khi bị viêm da có phức tạp ra tăng ra là lộ cho máu gây ra triệu chứng của đường da, nhưng mà không có năng tổng hợp nha. Ngược lại phía dưới cường nhá là quan trọng nhất là hệ điều tra chính anh là fiber. Fiber có nghĩa là cái gì đó ăn bằng đầu, như vậy là phải có gia tăng sản xuất và phóng thích hậu môn giác thì mới gọi là cường giác, còn tăng phóng thích thì không gọi là cường giác. Như vậy chỉ có những bệnh mà khả năng gây ra được là cường giác và fiber có rất là những bệnh nhân phải sử dụng chỉ là hoặc là muốn giác đa do một đơn cho bạn hoặc nguyên giác của một con giai đoạn cường giác, còn ngoài ra những loại khác không phải cường giác mà chỉ là những độc giác do hiện tượng tăng hormone trong máu do nguyên nhân nào chẳng hạn bệnh nhân đó lỡ uống hormone giác nhiều quá gây ra hội chứng những độc giác nhưng không cường giác. Do đó những cường giác hai bơ thay đổi trong công việc đó là không phải có tăng tổng hợp và tăng phân tích, còn bơ cái những độc giác là chỉ cần biết không cần biết và có tăng trong máu hay không mà chỉ cần đó là trong máu tăng độ trong máu gì gây ra triệu chứng là được gọi là những động giác. Vậy đó giữa này phân biệt rất là rõ, còn không có gì lầm nha. Rồi nói qua chúng ta suy nghĩ phòng động giác, phòng động giác cực kỳ quan trọng qua vấn đề phát triển về thể chất và về phát triển trí não cực kỳ quan trọng. Do đó chúng ta thấy đó là ảnh hưởng phát triển về thứ nhất là về sensual, nó rất cần cho đứa trẻ, đặc biệt trong lúc mang thai, mang thai trong lúc bào thai vào 6 tháng đầu rất cần hormone giác. Còn nếu như nó hormone giác không có thì đứa trẻ sinh ra nó sẽ bị bệnh nào đó. Nếu có một cái bài rõ rộng cái bộ gió không thì thường là trong bộ môn cứ tự dạy mấy bài này, nhưng mà thay đổi qua thì tự dạy là khác thôi. Thì chúng ta thấy trong lúc mang thai, trong lúc bào thai và 6 tháng đầu nếu mà đứa trẻ bị thiếu đó thì nó sẽ tổng phát triển về thần kinh, nó sẽ bị lầm lộn và những đứa này thường không học quá lớn sau, cho nên là mấy đứa rồi nếu mà phát hiện sớm nó chưa ảnh hưởng vào cái hệ cơ xương đâu, nó vẫn phát triển bình thường nhưng nó không học được. Lý do là trong giai đoạn đầu mà không phát hiện ra, để cho nó tới lớn lớn lên bắt đầu phát hiện ra sự giáp giữa nó sớm, nó vẫn phát triển bình thường mà trí nó không học được. Có khả năng là nó làm cộng từ nhân chia đơn giản thôi mà phân tích tổng hợp nó làm được. Do đó dữ lắm học tới lớp 4, lớp 5 cái hai cộng từ nhân chia đơn giản thôi mà phức tạp một xíu, mô tả mà cái gì nó mang chức tù viện tưởng nó biết kêu gì lần này. Như vậy thì những đứa này gọi cho tôi nó bệnh là bị bệnh bệnh đồng đồng nội bệnh đồng nó nặng không bệnh ngu giữa ai đó ngu thì đôi khi ngu này ngu kia nhưng mà làm nền tất cả cái gì nó không biết đó. Và do đó nếu là tuổi ai nó nặng nó bệnh nhưng mà bị đồng thì nó sẽ nặng hơn so với ngu. Nếu mà gọi là đơn liên quan đến nguyên nhân mà chúng ta ngoài ta nghĩ là chửi đã đồng đó thì con khi nó nhẹ hơn là ngu, nhưng mà thực sự trong bệnh chứng giác thì là ngu ngủ đồng nhẹ hơn là đồng. Có mấy con ngủ đồng và nếu mà đứa trẻ phát hiện á, chúng ta phát hiện nó muộn quá thì gần như cơ xương không phát triển, nó chạy như đứa trẻ 5-6 tuổi, thậm chí hai mấy 30 tuổi nó vẫn như đứa trẻ 6-7 tuổi nó không phát triển. Do đó là mong nhắc cực kỳ quan trọng cho việc phát triển về thể chất và trí tuệ. Thứ hai là tạo nhiệt giúp cho chúng ta duy trì trong nhiệt, cái đó những người bị cường giá tương đối người ta sẽ nóng ra mồ hôi nhiệt mà tăng nhiệt đến mức người ta sụt cơ luôn, ăn nhiều sụt cơ, còn đó người suy giảm thì không duy trì nhiệt được nên nó sẽ bị làm lạnh. Trời nóng mình cảm thấy lạnh là do cái vai trò tạo nhiệt của mồ hôi. Còn cái tiết kiệm mặn thì khi mà con giá tác động lên mặt giúp cho nhiệt tim nó hoạt động tương đối, nếu nhiều quá tăng nhiệt đi hoạt động rất bất thường, nếu mà quá thì bệnh nhân bị nhiệt tim chậm, có thể chạy nhịp thần kinh, cái đó là suy giảm huyết áp không biết.
Rồi trên bộ hấp tiêu hóa của mình, co hấp thì mình có thể nhận thở nhanh hơn, tiêu hóa trong nước và nghe sinh tiêu chảy. Rồi cái câu bài thứ 9 là thần kinh đó, trung ương đó, thường đó, ở bên nước ta sẽ bị kích thích. Thường học môn giáo tăng nhiều, ta sẽ cảm thấy tăng động. Con nít thì tăng động, còn người lớn đó, bên nước người ta nói chuyện rất là nhiều. Và dễ bị kích thích, dễ nóng giận, dễ bị tác động đến tố môi trường bên ngoài. Rồi đó chuyển hóa một cơ mà bảo vệ. Nó bình thường thì nó hoạt động giúp cho cơ mô mô cơ mà mở hoạt động tốt, nhưng mà quá mức, cái gì quá mức sẽ gây ra tim mô mở, tim mô cơ. Như vậy những người có tự giác này thông thường bệnh nhân sẽ chụp cơ theo một cơ hết, đặc biệt cơ tứ dụng mà các bạn chuyển cơ tứ dụng, cơ thái dương đẹp hơn rồi chuyển hóa được. Thì đó là học con giá sẽ duy trì một độ được biết ổn định. Nếu mà tăng cái học con giá cung hướng là ta tăng được một chút, nhưng không có mức gì đó cái đường đâu. Thì trong sách nó ghi vẫn ghi lại đó đường cho cường giáp, thực sự những cái từ này người ta ghép vô lại thôi, chứ thực sự cho cường giáp mà gây ra tăng đường huyết uống trộn đường phải. Khi mà chữa cường giáp xong thì nó sẽ đường huyết cho bình thường. Và theo mức độ cá nhân của tôi thì những người mà cường giáp mà đường huyết tăng là những người có nguy cơ bị đá đường hết. Cơ chế điều hòa một cái ở đây thì tại vì về mặt cơ huyết thì tốt cái tổng môn giáp là tăng đường thật sự, nhưng mà đối với bình thường gần như không tăng đường nổi. Lý do là tại sao? Thường đó trong mặt đó cái tế bào của ta sẽ bị động bị đuổi, nó sẽ làm cho giữ đường nó đuổi nổi. Còn những người mà thường giáp mà khó tăng đường huyết, những người đó cũng bị giảm đường. Dù cho chữa thường giáp có về bình thường, dù huyết bình thường nó có một bị giảm đường thôi. Đó là góc độ về góc độ cá nhân tôi nhìn nhận về mặt cơ chế bệnh sinh. Còn cái đa số là nói chung chung một sự kiện thì nó mang cái gọi là khó nhưng mà không phải là vui vui. Rồi nguyên do mọi thứ nhiễm độc giáp, nãy nhắc lại là nhiễm độc giáp là thay đổi toxicosis, là tất cả những trường hợp mà có hormone trong máu tăng chưa chắc là tăng tổng hợp gây ra triệu chứng thôi nha. Thứ nhất chúng ta thấy xếp theo cái nhóm, chúng ta thấy đầu tiên là bệnh ba sao, bệnh thứ nhất trong nhân đa nhân trong học này nó là nhiễm giáp tăng hoạt động. Thì trong học này là nhiễm độc giáp do nguyên nhân cường giáp. Còn cái này nguyên nhân giáp tán thấp sau thân do bóng xạ, thì trong học này là hội chứng nhiễm độc giáp do tăng phân tích do không tăng tổng hợp, là do nó bị phá vỡ những cái nang tuyến dự trữ hồng môn giáp giống như hồ chứa vậy, bể hồ chứa phân tích hạ ra như hoàn toàn không có tăng tổng hợp gì hết. Như vậy nó gây ra cường giáp không hề có sự tăng tổng hợp, phân biệt để giữa bệnh khác nhau hết. Trong bệnh này người ta không sử dụng thuốc tăng giáp để điều trị. Trong hai nhóm đầu là số 1 số 2 thì ta dùng thuốc tăng giáp điều trị, là gì, nó giảm ức chế hoạt động của tuyến giáp đi. Còn loại thứ ba này thuốc kháng giáp hoàn toàn không hiệu quả. Do đó một số người không có điều trị họ cho cái cường giáp cho thuốc tăng giáp vô là bậy, đâu đúng đâu, nó bị vỡ, phá vỡ hệ hoạt của hormone nó mọc rồi mà. Như vậy thuốc tăng giáp ức chế được đâu, cũng không giải quyết được gì hết, mà còn sau đó là sự giảm nặng hơn. Do đó trong mọi người mình thấy gần như điều trị hoàn toàn khác. Cái gì giống như cái thuốc hormone giáp, đủ hormone giáp nhiều quá có khả năng là gây ra một cái hội chứng nhiễm độc giáp hoàn toàn không tăng được đâu. Tuy nhiên cái gió mà thuốc chứa gió có khả năng gây ra hiện tượng gì, cả hai hiện tượng, một là viêm giáp phá hủy, hai là tăng hormone giáp thì có, thì có thể nằm trong một trong hai. Rồi hội chứng xe sát thì trong hợp này chúng ta thấy là nó thuộc nhóm gì, nhóm cường giáp do cái tăng xe sát xe sát tăng quá mức bắt được cái giáp hoạt động nhiều làm tăng tổng hợp, trong hợp đó gọi là hyperthyroidism chứ không phải là cái nhiễm độc giáp tương đương. Tài chính của bệnh thì chúng ta thấy tài chính cả sinh con tế bào điện nó tiết ra beta hCG, mã hCG là có phút phân tử giống như là xe sát vậy, làm cho cái giáp nhận được nhiễm nhiễm lầm. Và trong hợp chúng ta thấy chúng ta cường giáp dữ lắm. Nếu trong hợp này khó, giai đoạn nhân thường xảy ra một phụ nữ ở tuổi sinh đẻ có thai và bắt đầu là bệnh nhân bị thai chứng, thì bệnh nhân thường có những chứng cường giáp. Chúng ta phân biệt được hai bệnh phân biệt đó là một là thai chứng, chỉ thai chứng thôi gây ra cường giáp do tăng cái beta hCG, khi mà giải quyết thai chứng xong thì bệnh nhân cường giáp không cần xử lý gì hết. Tuy nhiên có một số trường hợp là phối hợp chồng bệnh, có nghĩa là ba trong cộng trên thai chứng. Như vậy chúng ta giải quyết thai chứng trong trường giáp vẫn còn nguyên nguyên, có nghĩa là nhẹ hơn và không chế hơn, thì trong hợp chúng ta không bị thì hơi bị khó. Chỉ cần có trường hợp đó là giai đoạn đầu thai chứng không giải quyết xong
mà tường giáp vẫn còn, trong 24 tuần vẫn còn, thì rõ ràng đó là sẽ đâu chúng ta chỉ chịu thuốc kháng giáp. Tuy nhiên trong vòng này để điều trị cho bệnh nhân này ta vẫn phải sử dụng thuốc kháng giáp thôi, vì nó vẫn cùng cơ chế gì tăng tổng hợp. Tăng tổng hợp là gì? Kích thích bằng beta, cái kích thích bằng beta oxygen. Beta oxygen hai cái này có lúc còn tự giống giống nhau, như vậy chữa không giống nhau, nhưng cái gì mà liên quan tăng tổng hợp thì ta dùng thuốc kháng giáp. Cái gì phá hủy không phải liên quan tổng hợp thì không dùng kháng giáp. Nguyên lý cái đơn giản vậy thôi. Rồi hôm qua nó cao giá thì đôi khi một số trường hợp nó tăng trong họ khó, nhưng mà biết không nhìn. Rồi, trường hợp triệu chứng lâm sàng. Chúng ta cần phải nhớ, một số triệu chứng quan trọng cho sẽ đi lên trước. Đầu tiên là có lợi dụng bài triệu chứng. Cái triệu chứng mà bệnh nhân thường có thể là nó không thường gặp hơn so với triệu chứng tim mạch, khi một số trường hợp tăng thang gì. Người ta sẽ nói, nó bức, khó chịu, tức tắm, lạnh vân vân, ra một hôi nhiễm, đó là những phản ứng của thì và việc cho con giáp tăng vấn thì bắt đầu tất cả quan hoạt động hết. Và ta điều trị chứng mất á, bệnh nhân ra một khủng khiếp và bệnh nhân bị sụt khiếp. Và khi ta chữa trường giáp, bệnh nhân có thể sụt 5 kg luôn, thậm chí 10 kg trong vòng vài tháng. Thì có thể một số người ta nghĩ là ta cho cái công việc gì đó, ta nghĩ là do tôi làm việc nhiều quá, căng thẳng gì đó, thành ra nó sụt cân. Nhưng mà thực sự là đến lúc nào cũng có lúc chúng ta đi khám được từ trường giáp sau cánh trọng. Và chúng ta khám cái trọng chính điều này, chúng ta thấy gì? Thường cái tay chân bệnh nhân cao hơn rất nhiều. Và đặc biệt là do nó khác với đàm môn của rối loạn tiền đình bệnh. Thì trong bọn này là thường nó tăng người hoài gì cho đó da như không? Da môn lắm. Còn trong cái mệnh hành tinh đó là cái trường hợp thì sao? Da mồ hôi, da lạnh. Tức là sờ cái lòng bàn tay chúng ta thấy thì da ấm đậm, ngay cả người già. Người già thường rất có da ấm, thường da lạnh hơn. Nhưng mà khi mà bị cường giáp, chúng ta thấy những người này da ấm, đậm, ấm ở lòng bàn tay thì thấy rất là rõ. Thì đặc điểm đó là những khá quan trọng cường giáp của mình nhân bị cường giáp. Rồi triệu chứng tim mạch đó, nhìn chung thứ nhất là bệnh nhân hồi hộp đến cái mình đang ăn mệt thôi, đi một đoạn là mệt, chúng ta thấy gì chuyên nhân đó thì do nãy đó là cơ chế là tác động lên những cái hộp con giáp, nó có bị tải trên sơn trên cái bào cơ tim, kích thích tim hoạt động, nhịp tim nhanh, thậm chí bị rung nhĩ luôn. Rung nhĩ bệnh nhân thường thì đôi khi một số trường hợp bệnh nhân không khám nội tiết mà khám ở tim mạch lý do là hồi hộp. Điều số bác sĩ trên mặt phát hiện ra cũng là nổi tiếng nhiều lắm trong hết. Như vậy chúng ta thấy những ca bị tim nhanh bất thường thì ta cần phải khám bắt cuộc gọi về người chồng trước khi ta chọn cái việc làm. Một số bác sĩ không để ý cái này, tôi thấy bệnh nhân đó là cái gì tim nhanh để uống cho cái bệnh ta uống mà xong rồi bệnh nhân có giảm gì tiêu chút nhưng mà con chịu vẫn mệt thì biết khám biết ta nhìn cái bệnh nhân cường giáp không nhận dễ. Chỉ cần bạn dài ra đi nhìn thấy giải biết là nó có học gì triệu chứng, này có tách tình triệu chứng nhưng không có học gì triệu chứng. Chỉ là thấy á, thì thường mình đây á là tiêm nhỏ hơn 2 kg mà đi tiêm nhanh quá ra đâu thì không phải suy tim đâu, mà do đi tiêm nhanh quá mà đi chút xíu là mặt là do còn nhiều tiêm nhanh không phải do suy tim. Một số học suy tim nặng nữa, nếu mà để lâu ngày nữa tiêm nó suy tim toàn bộ, bệnh nhân sẽ biểu hiện tình tiến hơn một suy tim toàn bộ, là bệnh nhân có phù trong gan hết gan to, có thể là phổi cứng để mà còn hỗ trợ để chuyển thành tổn thương trong bộ đó là nặng nó rồi và có bàn từ ngàn cho bàn dài. Mỗi trong hợp này bệnh nhân chỉ hai mà kiểu của bị tiêm quá nhanh nhưng một xíu bệnh nhân thấy nó không giống như lúc người ta khỏe là cảm thấy là mệt. Thì nếu bệnh nhân thường nói này tất cả con thường như lớn tuổi từ bệnh nhân thai nặng ngực tích cực thì thường do những bệnh nhân mạch vành sẵn dài như lớn tuổi có bị cao lắm bệnh tiểu đường máu đường kèm cái gì đó cái bệnh sơ vữa mà sẵn rồi thì có đó sẽ làm cho bệnh nhân nặng được hơn. Thì như vậy chúng ta đi gợi ý quan trọng nhất của mình tiêm nhanh thôi, nhanh rõ nhanh chúng ta gọi là trên trong là bút là gọi nhanh để khai cả lúc nhỉ. Tuy nhiên ta đi chạy tới chạy luôn thì nhịp tim thấy trên trong là bút nhưng mà ta giúp bệnh nhân nghỉ lên vẫn trên trong là bút, chúng ta cần phải gọi từ trường giáp. Một số mọi bị rung nhịp tiếp ăn được trong bệnh nhân bút rồi đôi khi ta thấy một số bệnh nhân là chúng ta biết thường những hợp này xong tăng động lắm. Nếu mà khám tim ban đầu là đặc biệt là tăng động bình ổn, cái mạch cảnh rất là rõ,
là da mình khổ, nó hơi giãn mạch một chút, nó hơi đỏ đỏ một chút, hơi đau mồ hôi một chút, tăng động một chút, gần như thường nhật. Trong khi suy tim không có, suy tim cũng đúng là gì, cũng tăng động, bởi nó đi động động nhưng mà thường sao? Do nó lạnh, suy tim mà lạnh thì da ấm được. Thì thường là khổ tăng động nó thấy sợ, chúng ta nhìn lên nhìn được khổ đặc biệt. Dĩ nhiên một số người cũng có, nhưng không hẳn là bị thường giáo, nhưng thấy cái tăng động có vùng mỏng tim và có vùng khổ, chúng ta cẩn thận coi tình hình bệnh nhân bị thường. Cái này chúng ta ấn tượng cũng lâu lắm, chúng ta thấy cũng đang buồn. Bây giờ ấn tượng lên hiệu hiệu số nó rộng, đôi khi là to lắm, mình buồn 1, mình nhắc trong trưa cũng phải 6. Cái này nó không đặc hiệu lắm đâu, thì chúng ta thấy như thế thôi. Chỉ thứ ba là triệu chứng về thần kinh. Thì thường những bệnh nhân do thường giáo hoặc con đang kích thích thần kinh, thường những người này thường hay là nói gì? Chúng ta hỏi một câu, họ nói hai ba câu. Còn ngược lại, thường giáo, thường sư giáo, chúng ta hỏi hoài, họ hỏi hai ba câu, trả lời một câu. Còn những người này, chúng ta hỏi một cái rồi, cái chuyện gì mà họ ca lý chút rồi, vậy nói riêng riêng. Chúng ta bị cắt lại, chúng ta nói rồi, họ nói là những cái gì. Thường đó là những bệnh nhân này là nhạy cảm. Nhạy cảm. Và đặc biệt đó là dễ thay đổi tính tình. Thì đôi khi người ta không nhận. Có nghĩa là hỏi là bài bị thay đổi tính tình không có, hay vậy nào không có. Nhưng mà đôi khi người ta không công nhận, hỏi người xung quanh ấy, thì ta sẽ thấy người xung quanh, người gần nhất bệnh nhân ấy. Người gần nhất bệnh nhân, nếu bệnh nhân có nữ là vợ chồng, người nam là vợ, còn nếu mà có chồng vợ hỏi em mẹ hả? Mẹ hả? Ba mẹ. Rồi cho là coi đi, nếu mà mẹ là còn đứa nhỏ, còn lớn lớn lên thì hỏi là em chính xác nhất. Anh chị em hỏi người yêu là chính xác nhất. Nếu không có người yêu thì thôi hỏi ba mẹ thôi, chứ có người yêu là hỏi là chính xác chứ. Nhận biết liền là tự nhiên thay đổi tính tình cho bất thường. Không có nói là cái nào những người cường giáp mà thay đổi tính tình một cách là thay đổi cũng thiết. Giống như một người họ chính tiền bản thân vậy. Họ chính tiền bản thân, họ làm chồng đi. Bạn em chồng nói liền, cũng thiết lắm. Thậm chí em chồng trốn nữa. Gặp thấy bà họ chứ mà họ chính tiền bản thân nói vợ thấy thấy bà vợ đi về làm mà nhé. Bà nó nổi, gọi là cơ sưu tiên bất cứ lúc nào. Thì trong mạng cái này á, thì thường giáo sư kích thích nghe là nếu chúng ta chập những người này á, là những gì có một chữ ý họ phẩm gì đó. Cho đó thường người ta như thế còn cám á, mà những người thường giáo là không tưởng làm em nói em nói chung điều dưỡng hay ai đó mà làm cái gì mà nó bất đồng họ phẩm gì đó. Và đa số chúng ta người ta báo là khi những người đó mà. Họ không kiềm chế được, không tham không cảm gì đó thôi. Cho đó những người thường giáo rất là khi cám mình rất là nhạy cảm, và chúng ta rất là bình tĩnh và không có gọi là gì cuốn theo họ, chúng ta phải chiều họ một chút, đó là tính tình như vậy thôi. Là không phải cái này có hai cái trong họ chiến thường giáp nói chung thì cái này đúng mà ngược lại trong ba sự là có hai nhân chứng những người đó mà ngày cảm gây trong ba sự không, những cái người đa số được thấy ba sự không đều có một chứng chung là họ rất nhạy cảm, họ rất là nhạy cảm, nói chung là tính là hay lo. Những người đó mới làm dễ bị cường giật. Còn những người đó mà lỡ hạn chế đất đai dân tộc thì họ hết cái cường giật thôi, họ không còn gọi là nhạy cảm. Nhưng những cái người bản thân, những người ba rồi đó giữa bệnh hết rồi cũng nhạy cảm. Đặc biệt những người đó, nếu ai tiếp xúc người ba rồi đó điển hình họ nhạy cảm lắm, nhạy cảm mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhặt xuất chút họ tâm chút họ điển. Do đó chúng ta chỉ cần xâm phạm vô cái gì đó mà hơi trái với ý họ, chứ họ chẳng gì. Cái đó chuyện ơi thì đi tư nhiên, đó là đặc tính chính những người đó. Sao vậy giải thích tại sao những người mà Pyro là chỉ có một test nào đó là họ bùng phát lên Pyro. Và những người mà nhạy cảm chỉ cần một yếu tố test rất là nặng, thay nặng tới thành Pyro. Điển hình nhất, mà bên Mỹ có ông nào biết không? Ông tổng thống nào bị Pyro? Biết không? Biết không? Biết cáo thì mới một sự kiện luôn. Ông là George Bush mà cha của con anh trùng hợp với chiến tranh bùng nổ. Người ta ghi nhận là sao ngay chiến tranh bùng nổ nhưng sau đó ông bị cường giáp luôn. Thì đó là tôi biết ông nhà cảm là một nguyên sức nhà thường những người rất là nhạy cảm. Thì sau đó một cái tố là căng thẳng cũng khiến bắt đầu họ bị cường giáp luôn. Thì chính như vậy tôi cũng được thấy lâm sàng đúng là những người mà
đang bị ba sao mà cứ tiếp tục mà nó ổn định nó chỉ gì diễn ra xuống và gần như ba sao rất khó định chỉnh thuốc vào sau. Còn những người mà sau khi người ta ổn định về mọi mặt, có khả năng về công việc hay gia đình gì đó tương ổn thì chúng ta chữa từng giáo tổ. Còn không có những người mà có chuyện gia đình hoặc là công việc gì đó căng thẳng, cái kiểu chỉnh thường là kiểu vào sau chúng ta chỉnh đang tăng liền như vậy, bắt đầu phải vui vẻ, bắt đầu bị suy giảm, đầu giảm điều, giảm điều xong đó người ta đi như vậy tự nhiên mà căng thẳng lên tầm thường lên. Và chúng ta phải căng tới nhiều khi là trong vòng 5-3 tháng đầu ta căng chỉnh điều thuốc liên tục, mà những người đó tôi vẫn tiếp tục điều họ đúng rồi, là những người đó thường tinh thần họ có chuyện gì đó ở nhà không có ổn định. Còn những người ổn định thường đó là ba cái rất dễ kiểm soát, đồng thời là giải thích thì ra nó có thể này là triệu chứng bệnh trên này là hậu quả cũng có năng làm yếu tố thuận lợi cho một cái chuyện là sự ổn định. Và ta thì đo như vậy đâu rồi, đó cái chuyện trong này nó nhạy cảm lắm, chúng ta thấy khám cho cái điểm và thường là họ hay mất ngủ, lo lắng căng thẳng và thậm chí có làm số người rối loạn tâm thần luôn. Dĩ nhiên không phải chúng ta sao nào bị rối loạn tâm thần đâu, nhưng mà những người nhạy cảm mà nặng quá hay rối loạn và trước đó chúng ta thấy một số trường hợp là sau này chết rồi. Trong vòng mấy năm 3 tháng thôi, cái mong là những cái mong tôi to lắm thì những đeo này thì
thì do mấy cái một số người nhạy cảm và cơ với đầu bụng, tính là cơ với đầu bụng thì đang bị quá rồi nó sẽ hiểu và giống với cái đầu tương tính, giống cái đầu tương tính, giống cái đầu tương gì không? Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu không? Giờ biết trước thì giống cái đầu tương tính thì cái đầu là gì ta? Cái gì? Còn tôi tình bệnh không có hai nhóm, con nó nghĩ tình bệnh không? Nó tình bệnh ba đó, có con nào nhóm này đi không? Phải, có nhóm vừa rồi tôi tình bệnh ba đó, chắc ai trốn hết rồi. Không mấy người biết đâu, tôi biết cái đổ là cái gì? Ai ổng chuyện đây, ổng chuyện đó. Ai đi quên? À, quên. Về dấu, cái ghế đổ là cái điểm hình gọi là nguyên tử ghế đổ nha. Ghế đổ. Rồi bốn chân nữa. Rồi bốn chân nữa, cô kia chỉ tôi ghế đậu ghế ba chân. Cô có ghế nào ba chân? Xong đó là chị sạc lên mạng đưa cô hình. Rồi gì nữa? Bốn chân rồi gì nữa? Trời ơi. Ghế nào không ráp? Có ghế đậu rồi. Có ghế đậu rồi, ghế đậu thiệt hả? Có ghế đậu rồi, ghế đậu. Sao mạng lên, thấy không? Ghế đổ dưới là đúng bằng cây. Thứ hai là gỗ. Cái thứ ba là điểm mà mình được kiểu ghế đổ là gì? Không có tượng. Cái chỗ mà ngồi á, nó sẽ nhỏ hơn so với bốn chân mà gặp ra. Đó là đúng bằng cây. Có nghĩa là bàn bạ nhỏ xíu à. Về đúng nguyên mẫu của cái ghế đổ đó ngày xưa. Chắc bây giờ không thấy đâu rồi, quên ngồi dưới được không ạ? Đó là thì nó không xa thôi, và những người thợ mộc họ nguyên thủy nó đóng thôi. Cứ nghĩa là cái ghế đổ đó là cái chỗ ngồi chúng ta nó nhỏ hơn so với bốn chân chúng ta, thành ra cái chân nó rộng hơn. Như vậy khi những người mà ngồi như vậy thì sao? Ngồi vô cái đổ không quá thấp cũng không quá cao nha. Trung bình giống như chúng ta, những người mà chúng ta ngồi ghế không được có độ cao giống như ghế ngựa vậy đó. Như vậy thì sao? Khi mà ngồi vô như vậy thì do bị treo cơ nhưng đứng không được. Tại sao đứng không được? Có chỗ đầu dựng đầu đứng, nhà chúng ta thấy chúng ta yếu quá, phải cày và chống lên. Còn hàng giờ ghế cái chỗ á, ngồi đó rồi chỗ đâu nhưng mà để thì có chỗ đâu, đó giống như đầu dựng đứng, chỉ trường hợp cái nhà thôi. Giống như vậy thì mà nói biết vẫn chưa hiểu. Cái bất thường, nàng cũng hơi nhiều, bả sợ ghét bị dẫn
phát hiện ra nó bị thường nhất. Cái dạng tăng cân bình thường thường xảy ra ở phụ nữ trẻ, ít khi xảy ra là mong rất ít xảy ra ở người già. Có hai năng là liên quan đến khi mà một số người trẻ giống như là một cái trọng con giáp sức hoạt tất cả hệ thống, trong đó nhiều hơn so với mất, có nghĩa là áp dụng nhiều hơn so với mất thì ra sao rồi, và họ ăn hay ăn cũng chút thì trong họ đó khó nhận được nhiều lắm, chủ yếu là cái dạng trung tâm. Còn một số hoạt động như người cũng vậy, cái đặc điểm này gần thường là to. Nếu mà làm việc đó thì nghiêm thì đi cầu bình thường, mỗi người đi cầu bình thường là thành viên đi trẻ. Do đó một số người ta thấy khi mình nhỏ như cái bài đi cái bài bị đi trải không, mình cho nó không thì hỏi trước đó bạn đi máu không thì người ta thường trả lời là có. Như vậy giống như cân bằng vậy thì thường lên do đó thì cái này lên trong khi tiền người không phải người nào có, nhưng ta thấy một số người bị đi trải khi đi cùng khi kiểu thường giảm xong thì nó lại vẫn do cái tăng cái dung động buồn không. Trong mọi người thấy cái chuyện phản hồi rồi, như thế này chúng ta thấy sáng mình ăn to làn da rất to là thường nhân dùng chèn cái tim nhỏ đó, cái tim độ bốn luôn nha. Chúng ta thấy bệnh nhân ngồi thở buồn, thường bệnh nhân này thường bệnh nhân thường giảm bỏ chịu bỏ vì những cái thường giai đoạn đầu mới ít khi nào cái gì đa số những bệnh nhân thì thường bệnh nhân thường giảm bài độ 5-7-10 năm nó cao đến bốn và không thường cũng vô những cái bệnh nhân như này. Như vậy mà thường chúng ta thấy khi chữa xong thì nó là một tương đối trò của tương đối. Rồi về triệu chứng sinh dục thì nữ á nghe rõ là bệnh viện khó hay là khó thì phải luôn luôn có đâu. Câu hỏi một số trường hợp bệnh nhân thường nói là nặng thì mình cũng bình thường đó, mới là hỏi thêm hơn chỉ như vậy chúng ta thấy á dễ bị vô sinh dễ bị sẽ thai. Một số trường hợp là bệnh nhân một trong những cái nguyên nhân mà loại trừ để người ta chống bị bệnh viện bị vô sinh đó là tự nhiên là cái đó là không giá thường giá hay suy giá thì nó nên đi vô sinh. Như vậy trong cái chuyên khoa ở bộ anh bắt buộc những người này phải thử không giá trước để là loại trừ những nguyên nhân mà khả năng gây suy giá. Thì trước đó có một cô đó mình cũng ngồi theo dõi luôn sau này uống nước trà cũng không bị suy giá nên phải thấy bây giờ là cô này sang một nữa sau đó sao để về nhà đâu? Thì phải để ở đây mà. Là cuối cùng là sao? Thường nhá, thường nhá giữa xong được 3-4 tháng có con, có thai tự nhiên mà có thai sinh đôi mà xui ra là trẻ ra một đứa chết. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là con này chữa cả 2-3 năm rồi, chữa liên tục. Mà bác sĩ chỉ cắt quá một lần nữa, chữa là lâu lắm rồi, cái đây phải 10 mấy năm rồi. Là cứ chữa hoài vậy, là không gì quá cuối cùng chuyện là thường nhá. Giữa trong lòng trong có thể giữa 3 tháng là mình nên có thai được. Do đó mình thấy có hoàn toàn lắm. Kế tiếp là nam. Nam nói thường giảm libido. Giảm libido là giảm gì? Biết không? Không. Đó là từ điển thầy Google đó. Libido là gì? Giảm ham muốn tình dục. Thay vì ta dùng cái từ là ham muốn tình dục thì ta dùng từ libido. Trong liên quan đến từ libido, libido ở nam muốn sẽ giảm này, có ai bị tăng libido? Có ai có tăng libido? Đúng. Như vậy trong trường hợp á là nghe giải nam cũng vậy, một trong lý do mà bệnh nhân đi khám á gọi là chuyện đi đi á, đi đi không, đó là tương đương á, một trong những lý do là kiểm tra là chúng ta đi gặp cường hay suy thì vẫn được á. Cái đó về mặt tình trường hợp á là nam á đủ to ở cái cốn và tình trạng do đó làm được cái chuyện mà thông thường tưởng là đơn giản nhưng không phải đơn giản, tới lúc nào đó nó sẽ làm phức tạp. Do đó mà quá trình rất là lớn, nữ thì không vấn đề gì hết, nhưng mà nam á chúng ta thấy cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái khả năng tình dục cực kỳ lớn, mà chỉ cần củng cố là tác động thôi. Nếu đi chữa thì khoảng độ 30-40-50 cái bệnh nhân đáy đường luôn hoặc đường giáp đà bị hết, đến nỗi người ta cũng nghĩ là cái chuyện đó không quan trọng, cực kỳ quan trọng cho gia đình nó. Nhưng mà tới lúc nào đó họ chấp nhận là chuyển được cửa lên nhãn nó không giải nó cái quá trình cực kỳ phức tạp để làm sinh lý. Do đó chỉ cần một tác động khâu thôi là có ảnh hưởng rất lớn trong chuyện mà liên quan đến cái tình dục của nam. Rồi cái đó triệu chứng của da bao cá móng
nhất là có đi đi vô lại đi. Video làm dấu vết trắng giống như bệnh nhân mà vết là sẽ sửa vậy đó. Nó giải đáp khắp người bệnh nhân. Cà phê sữa. Bạch biến không phải biến mình nhìn biến lớn lớn đâu, mà biến nhỏ nhỏ, chút 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 cái đại đó. Cái đó chứng tỏ là gì? Nó không đặc hiệu cho bạch sữa đâu. Đặc hiệu cho gì? Bệnh tự miễn, một bệnh tự miễn ở nào đó. Tăng cho bệnh tự miễn. Như vậy những bệnh nhân mà những người mà có cái video nhiều quá thì nguyên cho một bệnh tự miễn nào đó thì mở rồi tóc như người này sao người ta cứ suy ra tóc này dễ gãy, còn đối với suy ra thì ngược lại tóc cô dễ gãy mà nó dày cô và dày hai khác là toàn khác nhau. Nếu mà chúng ta thấy so sánh những cái người mà tuổi giáo chúng ta nghĩ cái chân đó và trái nó mọi người miệng nó bóng xương nó bóng nhưng mà dễ còn suy giáp mình đưa cửa thì nhìn đó tóc họ khô cứng dày cũng có đặc điểm chung là dễ bệnh thôi, bóng mềm như vậy thì bạn nào cũng vậy. Dấu lơ mơ là dấu gì? Đây cái dấu lơ mơ là chúng ta thấy là nó bị ong cái là mỏng lên. Nó giống như ta làm cái gì đất nhét vô phải đâu, nó tự nhiên nó đông như vậy. Thời gian thấu thấu. Một số bài tôi có cơ chế, không biết lý do tại sao. Làm cái cơ chế thôi là liên quan đến cái cơ chế tự miễn tác động ở chân máu là mỏng và tổn thương máu. Cơ chế tự miễn có không này không? Một cơ chế chính xác thì không biết. Đây, cái này nhẹ hơn, cái này nó ăn sâu luôn nè. Hỏi ta không phải là do làm đường đất bị nhét vô móng đâu, mà cái này là do nó bị tắt cái giữa cái móng với đầu móng ra một chút đi sâu xuống tiền nặng hay nhẹ tùy độ móng và cái này thường xảy ra móng nhiều nhất trong giữa năm ngón móng nào dễ bị nhất chúng ta thấy đây là giữa hai ba bốn móng bị hết một cái ngón thường gặp nhất là ngón ấy giữa ngón đeo nhẫn ngón chân á ngón thứ tư á tất cả có hai năm bệnh nhân hai là những bệnh nhân tuổi giáp nặng thì có triệu chứng là khát nhiều uống nhiều tiểu hoa năng nhiều hoặc không khi ra mồ nhiều quá rồi uống nước không chỉ nhiều giống như là một chút uống nhiều trong cái thái đường đâu bệnh nhân nói chung tuổi giáp cũng uống nhiều khát nhiều mà tiểu ít hơn so với thái đường tại vì bệnh nhân ra mồ nhiều thành ra uống tiểu không nhiều giống như là của bên thái đường. Ở đây bệnh nhân bị tăng loãng xương thì đó là thấy bệnh nhân loãng xương này mà trẻ hai là chúng ta chú ý một là có xương hai là đường giáp kéo dài có khả năng gây loãng xương và chúng ta thấy biết rồi là một con giáp làm gì gây loãng xương tăng thải cái canxi ra nước tiểu làm cho mất canxi do đó những người bị đường giáp lâu ngày mà không cung cấp đủ canxi nữa thì tôi biết bệnh nhân sẽ bị loãng xương và tăng nguy cơ bị sỏi do tăng thải canxi nhiều quá nước tiểu mà ít uống nước vẫn cô đặc có khả năng gây ra sỏi hoặc chế độ ăn có nhiều một số chất gây ra sỏi nữa. Rồi số 8 là triệu chứng rồi nè triệu chứng đó chúng ta mắc có thể chia làm hai nhóm triệu chứng sinh viên làm nữa hai nhóm triệu chứng liên quan đến đường giáp ba và ba triệu đô và nhóm thứ nhất là tổng hội chứng đường giáp cho cholesterol nha là do hậu chứng đường giáp còn sinh giao cảm nhạy cảm quá nó kéo con chân nè kéo lên chúng ta thấy nó lộ ở phần nhãn ra chứ bình thường á ít khi nào mà người nào có lộ phần nhãn như vậy đó trường hợp là dị tật bẩm sinh chứ đa số là chúng ta thấy dù mắt to còn mấy gì nữa thì không bao giờ thấy phần nhãn như vậy cho nên là nó luôn luôn nó kéo nó đủ ra không bao giờ có như vậy bệnh nhân này á muốn có đây là dấu hiệu coi kéo lên trên là thường kèm theo gì đầu mắt cũng có gì chứ lịch sử con kéo lên trên nó chỉ kèm con kéo rất chủ đạo chứ không phải như vậy này thường kèm theo đầu mắt cũng như đây là gì đây cái dấu con giáp là người da đen thôi chúng ta khi chúng ta kéo chúng ta nắm bài nắm bề mặt các cơ bản ba sợi đồ chúng ta kéo rồi bệnh nhân nhìn xuống cái đó chúng ta thấy là cái cơ da đen không đi xuống mà người kéo lên như vậy ta thấy ở phần nắm là lọt cái đó dấu con giáp mất đồng bộ giữa nhãn cầu và cơ nâng vi chân khi nhìn xuống
xuống ta thấy rõ hơn sau nhìn lên. Trong hợp đó là cái giám nó không hoạt động mà do nó bị phá hủy gì đó mà nó không bắt cái gió nữa hoặc ít bắt gió trong hợp đó.
đó chúng ta thấy thường á, đặt cái độ cái chuyện nó giảm đi. Thứ tư là sao chuyện này? Sao chuyện giá chúng ta thường á là dùng cái ốc nghĩa không dài 131. Chúng ta làm, chúng ta thấy bình thường mắt vừa phải, nó hơi mờ mờ một chút, nó lớn. Nếu mà nhân mà tăng mắt, chúng ta thấy tăng mắt rất là đậm. Đọc giá đọc giá đa nhân nhiều nhân cũng giá đa nhân này là nhiều nhân tam bát và đây chỉ một cơ đơn nhân để đây là cái giá cho xét cái đề này là nguyên tam giá của ngày cũng giá đa nhân còn giảm xả thì ta thấy tam trắng buồn nhau bát đây. Bây giờ chúng ta dễ hiểu, đây là một nhân ba sô tam bát, ở đây là bốn giác đa nhân, đây là bốn nhân giác bát, đây còn đây chúng ta thấy trà lên chẳng bắt được không thấy gì hết. Trong hợp này cho hợp môn nó phá hủy hàng loạt tăng tiết hợp môn ra, nó ức chế lên tiết giác, nó tên tê lên cái gì không có tiết đại sát, không có đại sát thì môn giác bình thường nó hoạt động như đó nó tránh được. Đó là cơ chế tiết tác của một nguyên bền. Có nghe trong trường hợp này môn giác nó tránh không phải vì là nó bị hư hết, mà tại vì do nó không có thể sắc ức chế nó không bắt. Một phần nó là một số môn bị tổn thương là do bị điên hay gì đó không thích hoặc còn tăng không thích là không tăng tổng hợp. Nhưng mà khi chuyển vàng cái chẩn đoán phân biệt giữa một cái gọi là bệnh tăng tổng hợp hay là bệnh tăng phá hủy thì ta sẽ dựa làm đây là biết ngay. Thì trên lâm sàng cái nào cũng có hậu chứng tự giác hết mà đâu không biết được là do phá hủy hay là do tăng tổng hợp. Thì trong một thời gian sau thì gần như khi chuyển vàng biết ngay là nó tăng bắt thì gọi là tăng tổng hợp, còn không tăng bắt là do phá hủy đơn giản. Và thường đó là khó quá sử dụng cái phương pháp này. Tuy nhiên không phải là làm thì quý lâu thường hợp là khó mới làm thôi. Rồi siêu âm tiết giá, siêu âm tiết giá trong bệnh lý tiết giá nó quan trọng, nó giống như là tiết xoang phổi trong cái tháng phổi OCG trong siêu âm tiết giá. Tại cái siêu âm tiết giá đánh giá được nhiều thứ. Trước tiên là ta đánh giá được cái thuốc to nhỏ, đánh giá được mật độ có nhân hay không nhân, nhân đó đặt hay lỏng. Còn nếu mà không học là có nhân thì ta sẽ đánh giá là nhân đó có trần trọng làm cái xét nghiệm tế bào không. Ngày trước đó thì lúc tôi còn sinh viên mà nội trú thì tôi hỏi thầy cô lớn là nhân nào trọng, tại vì nhiều nhân có biết nhân trọng thì mấy thầy cô lớn nói là nhân nào lớn trọng, sao lại không đúng. Tất cả là trọng không trọng thì thuộc vào siêu âm, đặc tính của nhân đó thì sao như thế nào để ta quyết định trọng nhân nào chứ không phải nhân nào cũng trọng. Thì đó là về khó hơn như sau này học thôi. Và chúng ta thấy nếu mà bệnh nhân ba sô nó thấy gì tăng sinh mạch máu, nếu bệnh nhân ba sô tăng sinh mạch máu trong cái cường giá đó, thì thường tăng sinh mạch máu. Còn nếu bệnh nhân cường giá không tăng sinh mạch máu thường nguyên nhân do phá hủy. Thì đó chưa làm nó quan trọng cái đánh giá gọi như là một tổng thể về một cái tiêu chí như thế nào để chúng ta định hướng về kháng thể kháng giá. Thì kháng thể kháng giá ta xây dựng khi nào và chúng ta thì lại ta xây dựng chúng ta biết đó là lý định miễn hai bệnh lý mà ta có liên quan đến cái kháng thể kháng giá là Hashimoto và Basedo. Thì chúng ta thấy thì tiêu chí Hashimoto và Basedo thì kháng hết. Tuy nhiên có một đặc điểm đó là trong cái kháng thể và anti-TGO là dương tính, là nếu mà dương tính mạnh á về khuynh hướng thuộc về Hashimoto mặc dù ba sô thì tăng nhưng mà khi giá Hashimoto thì giá sẽ cao. Nếu chúng ta định lượng ra một bệnh nhân bị cường giá mà anti-TGO quá cao cẩn thận có khả năng giai đoạn cường giá của Hashimoto không phải là ba sô thì thành công. Còn kháng thể theo là bên là kháng thể đặc hiệu cho ba sô. Tuy nhiên nó có hai loại kháng thể là ức chế và kích thích. Và hiện giờ chúng ta không có phân biệt được kích thích và ức chế, nhưng kích thích là chắc chắn là Basedo. Ức chế có khả năng là Basedo và cũng có khả năng là Hashimoto. Thì trong lòng đó chúng ta thấy ứng dụng trên lâm sàng là thử TLV là thích làm gì. Nếu chúng ta thấy tỷ quả thì có TLV dương tính cho một nguyên cường giác thì hướng tới là Basedo. Còn ở đây nếu mà nhân bị cường giác hoặc là bị suy giác cũng được và thử TLV cái anti-TGO cao quá thì hướng tới Hashimoto. Hai cái nó hơi được một chút.
rồi cái loại chứng nhận lâm sàng là thường á, người ta để xét nghiệm một chứng nhận tinh giác người ta chỉ cần thử 2 cái thôi, không thử 4 cái hay 5 cái. Tôi thấy 2 mà thử 5 cái thì dính lắm. Có những số bác sĩ cho thử đó chứng nhận tinh giác là đây sát cái đề 3 hay đề 4, đề 3 đề 4 không có hiểu gì thì đi đó. Nếu mà cho 5 cái giờ không hiểu gì hết. Nếu không đạt được mức độ tầm soát thì ta chỉ cần gì, nếu mà gọi là tiết kiệm tiền nhất là chỉ cần test. Nếu bệnh nhân không cần biết gì hết, tuy nhiên thì đôi khi cũng hơi khó, nếu test bất thường biết giải thích sao thì ta cho thêm cái gọi là đo cái ST4 thêm. ST4 lý do tại sao như vậy, gần như chính xác. Chỉ một số trường hợp là điều lọc ứng thôi, chỉ lọc ứng 1% thôi. Đó nghĩa là nếu mà lý giá là chẩn đoán rồi mà chức năng thì thử test ST4 giải thích được 90% trường hợp là đi đi ra. Chỉ 10% là do là gì? Cường giáp cho tăng C3. Có nghĩa là T tắc thấp, ST4 bình thường. Thì thấy rơi vô này 10%. Có năng là cường giáp với lâm sàng hoặc là bệnh nhân cường giáp tăng C3 chỉ có 10%. Có nghĩa là chỉ 10% cường giáp mà tăng C3 không tăng C4. Như vậy về mặt gọi là kinh tế thì người ta thử ST4 T tắc không? Thử ST3 là một năng đã nghi ngờ gì đó tâm tử. Còn không á, là chúng ta tự ôn trong đó hết 3 cái làm ra đã. Có 2 là bị xuyên thận một lần rồi. Mà vì lý do nào đó là bệnh nhân xa quá, bệnh nhân muốn thử một lần để địa chỉ về cho anh chúng ta thử lần luôn. Còn không á, chúng ta sẽ thử. Nếu mà ST4 sẽ sát bình thường thì thôi, chúng ta đã thử gì thêm đấy chúng ta hết. Còn nếu mà nó tăng rồi thì rơi vô đây, thử gì thứ 3 chi. Do đó chúng ta thấy nó rơi vô mặt này chúng ta gọi trưởng đó là thử. Như vậy chúng ta thấy cường giáp với lâm sàng hoặc là nó có thể là giai đoạn 3 cho giai đoạn đầu, có thể là cho nhân gặp giáp giai đoạn đầu. Còn cường giáp giai đoạn 3 nó giống như là tay sát ST4 giảm này, tay sát giảm ST4 tăng, cường giáp nó giống nguyên nhân giống như hết, giống như hồi cường giáp thôi. Điều đó là tìm nguyên nhân do tại sao cường giáp. Rồi chẳng nói nguyên nhân nãy là về mặt lâm sàng. Về mặt lâm sàng chung hết, chúng ta đi vô bệnh lý đầu tiên là thường gặp nhất là bệnh lý Basedo là cường giáp chiếm đa số, ba cái là cường đa số. Thì chúng ta thấy á là thường nó xảy ra nữ nhiều hơn nam và xảy ra cái tuổi là thường tuổi là gọi là tuổi trung niên hoặc là tuổi ở phụ nữ trẻ cũng có và nam chất gia đình, nam chất gia đình. Có một số trường hợp gặp là hai gia đình 2-3 người bị, dĩ nhiên nó không phải di truyền đâu, 2-3 người bị luôn. Thì đó nam chất di truyền có, biểu gen gì sao biết. Và nó chia là 4 hội chứng, có nghĩa là tai cho sẽ có một cả 4 cái triệu chứng. Đầu tiên giờ mới vô bài có tới 7-8-9 cái biểu hiện lâm sàng và 4 giáp to đang có phần hộ cho 4 cái này thì đúng trật thời của Basedo. Con ray mô tả bây giờ không còn đúng lắm, có khả năng là bệnh Basedo vẫn có chứng nhận nhận. Ngày trước là tôn trọng không 3 giờ đô, trong đây hai ông này tôn lại là đúng như vậy, có nghĩa là bú giáp to lan tỏ, lan tỏ nha, có ông gọi bú. Nhưng bây giờ không chắc, một số trường hợp vẫn có nhân do thay đổi về môi trường, do một độc hoặc là độc chất gì đó làm cho tiếng giáp nó bị thay đổi về mặt cấu trúc thôi nha, tạo ra nhân mà vẫn bị 3 giờ đô chứ không phải là 3 giờ đô là bú giáp lan tỏ như người ta được. Như vậy chúng ta thấy là hai đặc điểm này gần như là có trong bệnh lý Basedo. Tuy nhiên cái này chú ý là có hai nguyên nhân, còn cái lồn á đôi khi có đôi khi không, không phải lúc nào cũng có, mà lồi thì thường là đều không đều, không đều 50-50. Tôi thấy là tôi khám rất là nhiều, 50% là lồi đều, 50% là lồi không đều. Nếu mà em bị thì em chọn nào, lồi đều hay không đều? Vì sao lồi đều nó vẫn đẹp hơn so với lồi không đều? Nếu mà ta nhìn vô là tại vì nó là cân đối, còn nếu chúng ta thấy một bên lồi bên không lồi thì thấy bị dị lồi nạp chùa nó bên kia nó vẫn bình thường. Còn chỉ chứng thứ tư, phụ niên chứng trẻ sẽ cực kỳ đừng không hợp đó, hiếm lắm. Trước giờ gặp 2-3 ca thôi nha, cha trưởng 2-5 rồi, 2-3 ca không có gì đâu, một phần là hiếm, một phần là đa số không chú ý chân. Nếu mà cái chân này là khám không có khám ở nội tiết đâu, khám đâu khám giờ hiểu, khám giờ hiểu,
ngay kết chấp vậy đó. Thành ra nhiều khi đó là tâm điểm chiếm tỷ lệ đó, hiếm sẵn hiếm khó rồi, hiếm rất hiếm rồi mà lại ít chú ý được. Đa số bác sĩ nội tiết tay nhiều kêu bệnh nhân dở chân lên coi đâu, toàn khám cái khổ khám mắt không à, khám những chứng về cường giáp ít ai khám về cái cảnh chân đó. Rồi chúng ta thấy đó, là thường nó có một kháng thể ở đâu cơ thể người đó, tức chuyên giáo hoạt động lớn, chuyên giáo hoạt động độc lập không phụ thuộc vào thể xác. Chúng ta biết rồi, chuyên giáo là hoạt động phụ thuộc vào thể xác, thể xác nhiều làm việc nhiều, thể xác ít làm việc ít, theo nãy cái thuyết tác nhảy được chứ. Nhưng mà trong bệnh viện micro vì lý do nào đó có thể tạo ra một kháng thể, có thể kháng thể đó là LAS hoặc là kháng thể DC, nó tên giống giống bản chất của chuyên giáo thì á. Lý do gì tạo ra không biết, nhưng mà một trong những cơ chế người ta nghĩ là có liên quan đến những cơ chế stress gì đó, stress về tinh thần, về thể lực vân vân, làm cho cái cơ thể đó xáo trộn bị tiết ra một cái chất kích thích tiêu giao con mất gây ra bao nhiêu. Và thường những người đó bà ba con thường xảy ra nãy nói rồi, rất nhạy cảm, thần kinh nó rất nhạy cảm. Thật ra là bản thân người đó là với tác động ra ngoài mức độ vừa phải cho thần thống nhà, nhưng mà thấy những người bình thường nó không có nói vấn đề đó, khi đối người đó nó không nói hơi nặng chút xíu cho thành nghiêm trọng, thì như vậy là họ tiếp nhận cái kích thích ra ngoài nó đối với người thường không sao hết, khi đối người đó cũng như vậy kích thích lên người ta phải trạng thái kích động như vậy, thì có hai lần người ta tạo ra một kháng thể làm cho tuyến giáp hoạt động liên tục. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy những ba con bệnh nhân ba con mà cái tinh thần ổn định hơn, công việc ổn định hơn gì hết thì cái ba con thường vô mình, còn những người mà kích thích hoặc là gì khác quá nặng đi, chúng ta thấy thường giáp thay đổi được. Học sinh lên thì liên quan đến chuyện gì? Cái gì? Thì mấy đứa mà thi thi của tới mùa thi là tôi chuẩn bị đã tăng liền khóa lúc này thi là giảm được, nó nói giống như vậy. Khi một tiên căng thẳng đó trước quyền bắt đầu thì nhiều dùng cách với điều bình thường trước đó nó ổn, nhưng mà với điều đó tới mùa thi đó là phải tăng liền cho được cho tôi. Thì nếu một số bác sĩ không hiểu cái này, họ biết biết để những lý do tại sao một kỳ vậy, nhưng mà thường nó như vậy. Cách nổi mà đây cái có thuận lợi lấy duy trì test, đặc biệt là test test cũng khi lúc ta không lo được test nguyên nhân chất chất do test thì chất chất từ vì chi test thì không gọi là đúng mức đánh giá cũng khi lúc do cơ chế đầu mắt, cơ chế bộ nhiên cái này, cơ chế gọi là chưa rõ rõ nhưng mà thực sự nó liên quan đến chất gọi là liên quan đến liên quan đến cái này nó chúng ta biết là cơ chế lộn mắt tại sao dạ, dạ, mà mắt bệnh nhân lộn trong ba sợi lộn mà có người lộn đều không đều. Giải thích như vậy là trong cái kháng thể mà kích thích lên tuyến giáp thì ở trên mắt nó có những cụ thể không giống như là tuyến giáp vậy đó, thì khi mà kích thích lên một số người có cụ thể đối với cái chất tệ xe như này ở mắt đôi khi có là không, những người mà có nhiều cụ thể trên mắt bắt đầu là kích thích tuyến giáp, kích thích vùng đen cái lộn mắt luôn, làm cho mắt nó bị lại lên, nó chữa dưỡng chất cho hàng glucosaminoglycan làm cho mắt nó lộn lên. Và giải thích là một mắt hai mắt thì những mắt nào nó không đều nhau, chúng ta biết trên cơ thể là đấu xứng nhưng không đều nhau, như vậy một số mắt nào có cụ thể nhiều thì nó sẽ tích hợp nhiều, nó gây đau trong mắt nhiều hơn, bên mắt bên kia ít hơn thì nó sẽ ít hơn, tương tự như vậy không. Chúng ta giải thích được cái chuyện mà tại sao nó không đều và cụ thể chính giải như vậy luôn. Tại sao ở cảnh chân chúng ta có phụ nhiễm đầy ở cảnh chân không? Ở cảnh chân một số người lại có những cụ thể liên quan đến kháng thể kích thích tiêu chân. Và những cái khi mà nó có nhiều cái cụ thể và kích động lên tế bào đó, làm tế bào bị lại chứa những chất như giống như là nãy nói là đi co, amino, đi chân làm cho nó bị lại lắm. Nhưng mà thấy phụ nhiễm chứ không vậy. Ngồi đi từ trái nghiêm chân có gì mà có hai di truyền chấn thương tâm lý, đa số là hai cái nguyên nhân hàng đầu, còn mấy vùng dưới đây chưa chắc, mà hai cái này là hai cái nguyên nhân hàng đầu chấn thương tâm lý hay dùng gọi là stress. Rồi bằng bài do hai cái triệu chứng đầu tiên quan trọng là hội chứng nhiễm độc giác đó, chúng ta nãy rồi cái tiếp là vô giác làm đó có hàng vô giác nhân nhân, mà nếu nghe được âm thổi càng tốt, nếu không nghe âm thổi không có nghĩa là không có, nên tại vì tăng khi mình máu ít quá chúng ta nghe âm nghe cái bạn không nghe không nghe được, nhưng mà trên siêu âm ta thấy gì tăng sinh mạch máu, trên siêu âm tăng sinh mạch máu chứng tỏ là bệnh nhân có tăng sinh và tăng nghe được,
Còn nếu mà anh nghe trong cổ phù phù dẫn qua cái tâm sinh máu hút khôn, còn nếu không nghe được ta đi ra mà ta thấy rõ ràng tâm sinh máu là đó là cái điều của giới thứ hai là vô chấp đó, vô chấp mà thường thường vô chấp mà. Đây, các bạn nghe một giới rất là to, chúng ta đi nghe ông cổ phù phù, ta nói tâm sinh máu cũng biết. Mà nếu mà nghe rõ thì nghe tiếng, còn nghe tim đó là 3/16, thậm chí những người nghe 4/16 luôn. Và chỉ cái mắt, chúng ta thấy đã nói rồi, có nhiều dấu hiệu mắt thì chúng ta chia làm hai. Thứ nhất là dấu hiệu liên quan đến người giao cảm, và những triệu chứng này thường mất sau khi điều trị. Chúng ta thấy con thấy bây giờ thì điều trị thường giáo thời gian mất, nhưng mà lò mắt đã mất, lò mắt sẽ tồn tại gần như là kéo dài, thậm chí là thể bệnh viện nó đọc lại. Và chúng ta thấy là nó liên quan đến gì? Liên quan đến những người bị tái mắt lại được. Những người mà lò mắt tôi thấy họ điểm chung thứ nhất đọc thì được mụn giữa ba lần nhé, không phải ba lần mụn quá. Cái hai là giữa cái kiểu là giữa cường giáp bao hồi cường bào thì khi không như vậy làm cho kích thích tuyến giáp rất là nhiều, đồng thời kích thích lưng nó làm cho bệnh nhân lò mắt cũng cần nặng lên và nặng lên rồi nó xuống rất là thấp, nó xuống rất là thấp. Là tám dấu hiệu mắt này, cái dấu hiệu mà bị chứng mắt là thường nó bị chứng nhanh mà hoặc với cái cường giáp có khi hỗn rồi mình muốn cái chuyển cái trường mắt nó vẫn còn. Đây chúng ta thấy lò mắt thực sự thì tôi cũng thấy lấy lò mắt lò ra đây nó kèm theo là sưng huyết ở cái kết mạc luôn. Chúng ta thấy đây, đây vừa lò vừa kéo kèm cho chân đây rất là dữ. Đây gia đình bệnh nhân Việt Nam, đây là giấy chắc một rồi. Có thấy gì không? Thứ nhất là bệnh nhân này bị cường giáp. Đây đó là bệnh nhân của tôi hỗ trợ trên mắt mình giờ đấy lâu quá thì biết bạn sao rồi. Cái này khoảng có 4 năm rồi. Cái bà này là còn không biết cường giáp. Và sau đó bà bị lò mắt cũng khiếp như vậy ở bệnh nhân tỉnh. Tỉnh sau đó bệnh nhân phù lò ra về chuyển lên giờ đấy. Chuyển lên giờ đấy thì khi mời tôi lên lý do là chuyển là cường giáp làm sao mổ gấp. Thì tôi cho thuốc lại 7 ngày sau thì chức năng giáp bình thường. Tương đối là bệnh nhân ổn. Thì cái bà này móc mắt này đi, để cái mắt bên đây thấy gì không? Có một cái lượng cái chiếc chỉ khâu đây, khâu mắt bảo là mắt này chưa bị hơn, nó lò mắt tính. Lý do là tại sao thì không biết, nhưng mà đa số thường lò mắt tính xảy ra năm hút thuốc lá. Còn cái bà này thì cơ cái nguyên nhân tại sao biết nó lò mắt hay mắt mắt này nặng quá và để lâu ngày quá ra chảy chảy mắt cũng chứ không, và nó bị giáp mạc luôn luôn. Ca này móc mắt thì chưa, ca này sao thì tôi gặp bác sĩ mắt là thì ca này mắt này chữa thời gian nó bớt lại, nó mở ra thì mặt cũng thấy được. Rồi cũng không đội về lò mắt thì thực sự đấy biết thôi, chứ thực sự cũng không ứng dụng lâm sàng lắm đâu. Là cái này liên quan đến độ bị độ một thì có độ 6 thì mấy ca mà tổn thương giác mạc thì bà đã độ 5 rồi nha. Từ khi mà tổn thương hư thì nó bị giác nó độ 6 thì thường bệnh nhân sẽ rơi vô cái độ 1 hoặc là độ 2 thôi, còn độ 3 hơi nặng rồi. Tổn thương lượng này nhãn thấy là bị giống như cái bà này bị kéo ra đây nè, chúng ta thấy tổn thương mắt không được nào, tổn thương cái hơi còn nhãn rồi thì có thể là vùng bốn độ, độ bốn rồi. Cái này cô này cũng vậy luôn, độ bốn luôn rồi. Đây cô đi sẽ dừng lại cái đề này, nó không bị lần nóng, chúng ta thấy nó mới còn nổi lên chút xíu. Thường gặp ở trước sinh trời, cảm thấy màu vàng hoặc là màu đỏ tím, nó đổ lên lông, nó giãn ra tạo đứng da cam. Đây, cái này không biết là đâu, hình bệnh nhân cô đây. Đây, có thấy không? Đây là một cái phù như trước trời, đây giống da cam. Bệnh nhân bị khám đâu không? Bệnh nhân ta sẽ đâu, chữa luôn. Lúc đầu không có bị phù như trước trời hết. Chữa được hẳn 3 năm sau, hẳn 6 tháng năm giờ, biến mất. Không chữa nữa. Rồi sau đó mất dấu ổng ở lớp sáng đầu dưỡng, mất dấu khoảng gần năm sau thì ổng khám với ông khám đâu, lúc đó ổng khám đầu dưỡng đó gia liễu với nội tiết xác nhận chắc nhận lắm rồi. Thì bác sĩ của mình đó á là cái bên của bạn qua cái bên á, nó kêu qua đã qua qua thầy chỉ cho em cái này nè, thì nhìn ổng ổng cái dịch mình ổng này là bệnh nhân thường giáp, ổng bị lò mắt luôn. Và cái bụng đó là bỏ sữa làm lúc đầu xong, lúc đầu ổng hết chứ một chuyến là xuống rồi, ổng làm gì được. Ổng lấy cái sóng dao á, dao hai cái sóng dao ổng cạo
cái sóng dao mà đâu phải cái lưỡi dao. Lưỡi dao, sóng dao, nó cạo để cho nó bay đi, mà càng cạo càng lớn ra, bắt đi khám giờ. Khám giờ nó cùng là bắt đầu là nhìn ra chức năng da cũng rất là tệ, khó chữa mà. Rồi sau đó ca này được bác sĩ Minh đó vào bệnh án, có thêm cái gì nữa không? Có tay vùng chồng, lò mặt, đúng đĩa đi, đi chung là cùng đi cái này rồi kèm theo lò mặt và ngón tay vùng chồng cho nó tùy lại hết tất cả cái mô liên kết. Và cái này được vào một bệnh án được báo cáo ở ở hội nghị quốc tế về bệnh dạy. Giờ lâu quá không biết ông đâu rồi, lấy bệnh nhân này là chữa bệnh là gì không? Chúng ta thấy phụ nghĩa là điển hình, điển hình đó, đẹp đó, nhìn đó, giống như da cam. Tôi có là dùng luôn, cái ngón tay dùng trống luôn. Lồ mắt luôn. Do đó sau này nó muốn tìm nguồn viên chạy á, phải coi mắt không có lồ đó. Mắt những bệnh nhân lồ mắt á, thì ta tìm thử á, thì nó có cái đa số. Thêm cái ngón tay dùng trống nữa, những cái ngón tay mà hơi giống như dùng trống á, thì ta thấy thuốc bộ là 3 quyển chủng nha. Còn ngoài ra nó không có, nó không có. Còn lồ mắt nó không có, nó đi thường gặp. Nhưng phải kèm theo gì, ngón tay dùng trống thì nó kèm theo đấy, cái nguồn viên chạy. Đây là của người nhà đen, chúng ta giống một cục chân dôi, đẹp lắm. Cái này chắc là giữ dần lâu ngày lắm rồi, có thể kèm theo bệnh lý gì đó, nhiễm những chỉ những chừng. Rồi, ba sợi đôi, cái đặc điểm của ba sợi đôi chúng ta thấy á, là cái khó lót phát, là khi mà ba sợi đôi đặc biệt lắm. Do nó hoạt động rất là mạnh, chúng ta trổ gió trong vòng á, là 24 giờ, 6 giờ đầu, nó bắt gió rất là mạnh, sau đó nó xuống. Như vậy nó có lót phát điển hình cho ba sợi đôi. Dĩ nhiên ngày trước người ta không có cái định lượng học môn chuẩn và cái này thì ta sử dụng này là chẩn đoán. Sau này cái chẩn đoán dựa vào cái bộ tiên đoán gần như là hai lần mục đích chủ yếu làm gì để phân biệt hệ đó là giữa một cái nhân giác với một cái bài đồ có đi chung nhau coi là muốn giác lên quần trọng nhân đó hay là cái nhân đó không hoạt động chân như bài đồ người ta làm hoặc là chẩn đoán vì trường hợp khó thì hay là nguyên nhân phá hủy hay nguyên nhân do bài đồ đặc biệt giáp án cấp hơi khó thì mới làm thôi chứ không có ai thường đi ca nào ba cho cũng làm gì đâu. Trường hợp thứ ba đó là làm gì là ta làm trường hợp là tính có cái liều gốc phóng xạ cái điều trị phóng xạ thì ông 31 cho bệnh nhân ba triệu nhưng sau này khi có hướng mới thì là của bên Mỹ gần như 3 tính liều luôn và tính liều cho liều cao rồi nó sinh giác luôn còn nếu uống thì thấp có bị tái phát và do đó chúng ta thấy cái bài trò của độ tương đối của bệnh giảm mất đi không còn giống như ngày xưa nữa. Rồi chúng ta sẽ cái tay sách thương hại nhờ tay sách thương hại để phát hiện trước chúng ta phát hiện chỉ tới không có mọi thôi còn dưới đó ta phát hiện được bây giờ cái hệ thống mà sinh hại ta phải phát hiện chứ không biết không phải không nào luôn. Như vậy chúng ta thấy con đường được cường giáp rõ nếu mà rơi xuống cái này hoặc đây cường giáp không sàn là chỉ có cường giáp là định nghĩa gì tay sách thấp nhưng mà tay ba thấp tay bốn bình thường là bình thường chúng ta thấy phản đó thì cái phản này là phản nhẹ cảm có hai nên là được trở thành cường giáp thực sự và trở thành bình thường tùy thuộc vào nguyên nhân là cái gì. Đôi khi một số trường hợp do bị nhiễm giáp thoáng qua có hai năm cường giáp với lâm sàng được thời gian ngắn tại vì được rồi hoặc là nếu ta gặp vô trường hợp bệnh nhân cường giáp lâm sàng mà thực sự bản chất là ba sơ đồ thì trong vòng vài tháng sau nó sẽ xuất hiện cái cường giáp rõ ba sơ đồ điển hình. Ở kháng thể như thế nào thì cái kháng thể anti-thyroglobulin đó cái kháng thể này có liều dương tính trong cái viêm giáp của một cô hết và ba sơ đồ hết ít ai thử sử dụng cái này mà sử dụng trong hợp nào trong trường hợp bị ung thư giáp người ta cắt hết ung thư giáp xả hết người ta thử này để làm gì để coi kháng thể chống lại cái thyroglobulin không trong cơ thể chúng ta cái thyroglobulin là đặc hiệu cho gì cho viêm giáp nếu một người nào đó mà điều chữa ung thư giáp gì căn người ta thử thyroglobulin mãn tính chứng tỏ là gì vô giáp không còn nữa đúng không tuy nhiên vẫn bị sai trong trường hợp nào trong trường hợp người đó kháng thể thyroglobulin hiểu không? Cái này như bệnh nhân đó thì bị ung thư giáp rồi vẫn còn một lượng vô giáp nhất định là không biết là thyroglobulin nếu mà đo được cũng đang nghĩ là còn nhưng mà đo không được cũng không có nghĩa là hết lý do với điều kiện là kháng thể này phải âm tính nếu kháng thể này dương tính nó trung hòa với thyroglobulin có sẵn thì phải thành âm tính mà âm tính là âm tính gì? Như vậy ứng dụng trong thực tế là khi bệnh nhân điều trị bị can chúng ta thử cái anti-thyroglobulin và thyroglobulin hai cái gì tính hết điều đó mới chắc chắn là vô giáp không có hiểu không một số người không hiểu cứ cho thử đại đại cũng biết thử chi
thậm chí một người đọc không tới, thậm chí học chuyên ngôn nữa tiết ra bệnh nhân bị ung thư giáp. Chắc là bữa đó tôi nói làm sao các bạn nghe tôi nữa rồi, tự nhiên tôi thấy bệnh nhân bị ung thư giáp cắt có bị cái ung thư nhỏ xíu thôi, cắt ra cắt có nửa thì thôi, động như để viên không ảnh hưởng hết, tự nhiên thử đi ôm đi cũng như chúng ta sao thử, tôi nghĩ là chắc hiểu lầm rồi. Chỉ có giá trị trong họ cắt hết chuyên giáp coi nó còn cái bây giờ là định lượng đi ôm đi mà chắc rồi, nếu còn nhiều còn ung giáp nhiều đó thì hãy coi là có thằng này không, nếu mà không có thằng này nữa thì có cắt hết rồi, hiểu không? Như vậy trong họ ung thư giáp mà nó cắt một thì nhỏ thì thôi, còn để viên thì đi ôm đi cũng biết gì. Sau này nãy tôi nói rồi. Sao cũng vậy thôi. Chúng ta thấy cái bà sợ đô, chúng ta thấy sợ, chúng ta thấy kiểm tra lớn nặng thì hết. Còn nếu một số trường hợp ta bắt không đều, trên làm đều thì có một chỗ nào đó nó không đều lắm thì ta coi chừng đó là bệnh nhân giáp nhân lành. Thì hiện giờ bà sợ đô nhân giáp có đọc nhiều lắm nha, do đó chúng ta học sách học con đỉ nó là bà sợ đô cũng giáp đàn khoảng, mình thấy có nhân không phải bà sợ đô là sai rồi nha. Rồi sau khi chúng ta thấy là tăng thể tích, độ khả năng kéo bằng thấy chú ý là máu, mạch máu tăng sinh mạch máu, tăng lên cái vận tốc của ở đồng mạch tuyến giáp thì ta sẽ không biết rằng sẽ coi cho mình trả lời. Thì trong học đó là không cần làm cho mình lắm, chúng ta chỉ cần sẽ trả lời là tăng sinh mạch máu còn thể tuyến giáp biết nha, ta sẽ không thích cho bệnh nào nên cũng còn thể. Rồi, ba sợi đô nó đặc biệt là gì? Nó chỉ là thể lâm sàng. Tại sao có thể lâm sàng? Cái này mới gọi là y khoa là cá nhân hóa. Mỗi người mỗi khác này không sao hết. Đúng như cái câu là ông Osler, ông nói là ông Osler là mô tả của ông Osler trong cái chuyện gì? Chuyện nội mạng đó. Của team đó. Nhưng nội mạng đó. Thì ông nói cái này là một cái điểm. Nó đúng không? Nếu không thì lớn thì cá thể thì y khoa là cái lợi này không phải là nghệ thuật. Hiểu không? Chính là không miền mãi nó vậy. Nếu không thì lớn giữa các cá thể thì y khoa chỉ là môn khoa học, không phải là nghệ thuật. Mà đúng như vậy. Mỗi người một khác hay đúng không? Nếu mà con người ta nó không biết thi nó giống nhau quá thì thôi giống công thức còn còn ai thôi đơn giản quá, y khoa đơn giản quá rồi, do đó y khoa không sai đâu, tất cả trên thế giới 10% sau này trở thành giỏi, tất cả sinh viên khoa cũng thống kê rồi, tất cả các trường đại học nổi tiếng vậy rồi thì chỉ 10% sau này ra trường trở thành những người nổi tiếng tốt của phải không sao nha. Như vậy chúng ta thấy tại sao y khoa nó biến đổi quá nữa, trong cái ngành đó được hơn cùng một mức độ biết cùng độ tuổi cùng bệnh nhân đáp ứng thuốc hoàn toàn khác nhau. Thì trong ba sự đó cũng vậy, mặc dù mình đọc học nãy giờ rất là nhiều triệu chứng nhưng mà rất tiếc là trong năm càng nó không giống như mình học đâu. Một số trường hợp đó là tới chỉ biểu hiện rồi chỉ chứng tim thôi, bệnh nhân thay thai phóng thai chụp cân cả thai gì hết chỉ thai đầu họ tới số một hoặc là trên điện tim thấy được chỉ rồi và phát hiện ra là thì cùng giờ lúc đó là thể lâm sàng, có nghĩa là một số bệnh nhân biểu hiện không thấy ở một cơ quan mà không biểu hiện giống như là người ta tưởng, dĩ nhiên ta hỏi là cũng có gì chứng nhân nào nhỏ đó nó không có để điển hình một cách để tạo đạo hết cả thứ, như vậy là thường số bệnh nhân tới như nãy tôi nói với cái bà mẹ dẫn cô gái cô đó một bố khám gì bây giờ nhất là tăng cân biết bây giờ sao rồi, không phải đâu khỏi nó thì nó cũng có ở cũng có rồi một chút cũng hơi nóng nóng chút mà đó không có điển hình. Cái thiết tại nhà để chị họ có biết bệnh nhân tháng ghi cái đề sự kiện không hề tham tiền hết, có lẽ là sự kiện quá không còn tham gì hết cô không chừng, như vậy là có những đường như vậy chúng ta thấy là rồi mắt có nhiều đi khám bên mắt lỡ ra bên ngoài biết là lý do là bị đi khám bên mắt của cùng nhau những người bên mắt thì mắt hơi nhẹ mà để cho tỷ lệ một giáp ra đúng là cùng nhau, do đó chúng ta thấy tùy thế có thể còn một số người đó đi khám bệnh gì cũng vậy, những gì tiếng khác cũng có mà không lý thì gọi là chứng tiêu chảy cũng biết có những bệnh nhân tiêu chảy coi như là không phải đến mức mà giống như là bị tải nhưng mà tiêu chảy liên tục thì là chữa bệnh không, bác đi theo bác sĩ quán chữa bệnh không, chữa thường giấc thời gian sau ổn định rồi, do đó chúng ta thấy cái thể về thể tâm thần nữa
Đấy, tâm thần chúng ta lấy đi là đi tới tại tâm tâm thần, những người đó là cái khác tâm thần, là biểu hiện tâm thần chủ. Nhưng mà những người là dĩ nhiên nó bất thường sẵn về tinh thần sẵn rồi, nhưng mà chữa được giả hẳn thì nó rồi. Và có thể giả được cái chuyện gặp đâu, gặp đâu gì chứ, có nghe không? Ở nội thần kinh. Tự nhiên bệnh nhân này cũng dây sát này, tự nhiên hai chân liên tục nhanh lắm. Và đặc biệt quý mà xảy ra đâu? Ở dân châu Á. Và nam hay nữ? Nam. Nam thì nữ. Nói đại. Cho trẻ ông nói đại mà. Người ta giải thích cho anh đang liên quan đến bức tường vô. Nam thì chơi. Người ta gặp những bệnh nhân này ngủ dây sát. Người ta sinh hoạt tường vô. Hạ kali máu, liệt cơ. Tử ra cho đi thật. Tử ra tường giáp. Giữa tường giáp xong hết luôn. Nó đặc biệt cái bệnh. Cái đó mà sau này trước đó bác sĩ hậu trên không nghĩ đâu, mấy sau bác sĩ hậu trên nhà đó mấy cao mà đi khai chi dưới cám ra không gì đặc biệt hết, mà có thêm cao điện hạn nữa tự nhiên ra cứ y như vậy. Mà tôi theo dõi mấy ca giữa thời gian duy trì sau đó bị không thì cơ chế không rõ lắm. Có ai đang là khi nào tuần giáo một đợt học phát làm cho kích thích cho một cái người mà nhạy cảm cao điện nó giảm như vậy, tuần giáo là xem khi đây giảm tuần giáp để sắp tới như vậy. Đa số bệnh nhân tuần giáp mà hạn ca gì nhỏ, mà giảm lại thêm cái lý cơ nữa, tức là còn nóng lớn. Bệnh nhân bị đi nhảy, bệnh nhân lý cơ ca đi giảm là càng dài càng hạn thêm triệu chứng. Lý do là sao ca đi giảm? Đi chạy mất. Rồi một cơ chế đi giảm. Cơ chế là khi cơ chế đi giảm là cơ chế phụ. Nếu mà đưa vô cái thể đi giảm nữa là chính. Ra hội nhiều. Sao hơi nhiều mất ta đi không? Rồi, cơ chế thứ ba mà cơ chế mà không ai để ý hết, có gì không? Mất qua đường nhiều. Khi mà học con nó giác ta nó làm tăng thải ta đi qua đường nhiều. Cái thứ tư. Kèm theo nữa. Thường những bệnh nhân này là cơ đường điện, đa số là khó. Mà đã được chỉ đầu tiên nói gì? Ăn nhiều và ngon đúng không? Giai đoạn đầu đó. Giai đoạn mà nó bệnh nặng rồi á, tiểu đầu á là gì? Ăn ít, cộng thêm, chán. Nói bữa, càng giảm ra lên. Cho đó chúng ta thấy mấy ca mà thường giáp hạ cái máu, chúng ta phải chỉnh hết một cái, thì ca đi mới được. Còn đó là không có ta thấy đánh gì, vì nhiên nó bị cá nó đánh không được. Lý do là hạ cái đầu bệnh nhân, mất ca đi qua đứa tiểu, chịu không? Lúc đó ta chữa là không giáp. Họ hàng chúng ta thấy là hạ cái máu, mà ta chữa là càng lớn càng bị cái trái càng bị nhiều càng nói rồi bộ đàn những chứng ở cơ tim thì tổng thể là nhiều rồi ngoại tô nhiều lắm chúng ta thấy một số trường hợp nửa tuần giáp xong thì ngoại tô vớt luôn nhiễm hết tuy nhiên một số người bệnh cơ tim sẵn rồi cái sức mạnh luôn chữa không chế gì được nhưng mà cơ tim nhiễm không hết giờ là những bệnh nhân nào mới mà cơ tim không nặng lắm thì có hồi phục còn một số còn không hồi phục. Tao bảo giá này thường ít khi xảy ra hiếm lắm 25 tôi gặp ba ca may mắn tôi gặp thôi tại vì được thường xuyên giống là đắt đỏ còn không nó đa số chứ không thấy lý do là sao đa số chứ nó sẽ có ba hội chứng nó có ba triệu chứng nhiều lắm ba triệu chứng mà đi không sai thứ nhất đa số rất cao ba chín bốn mươi độ bốn bốn dĩ nhiên số đó sẽ càng nhiều nhưng đôi khi không phải nhiều cái hai người tương tự nhau từ trong 78 200 200 mấy rồi khống chế rất tốt. Cái thứ ba đó là về tâm thần, mà đó là tâm thần bây giờ cái dạng gì, cái dạng bị kéo đi lơ mơ lúc đầu đó tăng cái thức sau đó lơ mơ thì vẫn có một đặc điểm ba nguyên tôi thấy là khi bệnh nhân á lên mơ mà bệnh nhân vẫn tay chân khổ vẫn lắc chân kích động cái đó có ngày hôm nay phải đi sau mà đi chỗ đâu bên sau đó là khổ vẫn lắc chân tay chân cứ thọ tới luôn đặc điểm thứ tư nó cũng thấy ấn tượng rồi là ra mồ cũng chịu ra mồ mà ra mồ cho người những người không vệ sinh nữa kỹ á là sao nó nhớ chào vô cảm nhận là nó ghê lắm. Và cái tiếp nữa thì
Ngày trước chỉ cần 2 ngày thôi, không đi thăm bệnh nhân thôi. Ngày thứ 3 thì mình ra. Chúng ta vô thì thích. Có nghĩa là chúng ta thấy mình hình ảnh vậy trong vòng 1-2 ngày sau mình đó. Chúng ta cũng thiết nghiệm. Đó là sinh hồn, co rút, cực nhanh. Nó do tạo như là chuyện mới. Và lượng nhiều thứ vào không. Tôi không kéo qua. Đa số tôi vô bảo giáp tôi là bệnh này đó. Bây giờ không thấy nữa. Chẳng qua tôi thấy là tờ tôi vô. Cái này 20 năm rồi, lúc đó tôi mình học tiếng năm thứ 2, thứ 3 mình học được 2 ca. Ở bên Ninh Định, một ca thứ 3, ở bên Chợ Đấy lúc đó là 4 năm thứ 3. Có nghĩa là tập 3 năm đầu, trong một uống đâu, tại sao từ sau này tôi không làm được. Và điều trị tốt. Thứ nhất là cái gì? Bác sĩ điều trị rất xấu. Cái hai là, tôi đã tỉnh chịu thì chết rồi, đau đớn lên cho nên mình thấy. Do đó, Phụng đó, trong cái cơn bão giá đó, giống như là trong nơi ba, trong một chiếc tôi ra là gì, giống con ma vậy đó. Bất ngờ. Nhiều người nói thấy con ma, không thấy thật sự không? Không thấy người thấy. Nhưng mà ai cũng sợ đó. Chứ thật sự là dạ sáng thà cho mình biết chẳng thà chữa lầm hơn bỏ sót. Thì trong mọi cái cơn giá mà nặng nó đánh lại luôn. Cái đợi vô cơn bão giá đúng nghĩa không cần sống. Nó cũng chiếc lắm. Tôi thấy ba cái trang mà lúc đó thì giờ nó có ổn định rồi. Mà cần không thấy lời được. Tự nhiên một số đồng nghiệp phía sau này, một số người không thấy. Thì chẳng qua là một là chết rồi. Cái hai là tôi không thấy không? Điều trị sớm. Lúc đó tôi là một mà tú rồi tôi đi ra. Còn ở bệnh viện nó đi ra nó chạy rồi. Thì mới thấy được cái gì kia là nội trú mà sáng đi chuyện về cái kiểu bây giờ. Thì họ năm cuối đi cho đúng thì ba còn không chấm đi, nghe thăm đầu cũng đi. Nội trọng quá cũng đi sáng đi chuyện về có chuyện gì đâu. Thì cuối cùng cũng thấy đâu. Chứ ai bây giờ người ta tiến bộ được làm tiền bị. Thành ra người ta chỉ biết và sống và chuyện thấy cơ hội lắm, thực sự cũng không. Do chỉ cần những người mà gặp, mình làm cái lần không bao giờ, mà quên một trăm. Rồi, nhân tập nhé. Vì giác hình như con không đau, và đặc biệt chuyên giác này trước kỳ đau.
gửi. Và chúng ta thấy là làm xét nghiệm nó vẫn giống như thường đó, nhưng mà đặc điểm quan trọng là gì? VS là đặc biệt, VS là chúng ta thấy thường VS trong cái trường hợp là viêm nhiễm mãn tính này thì đau hơn là nhưng mà đặc biệt trong nguyên giác đang cấp nặng rồi đó. Đây là dấu hiệu gọi là tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán chúng ta có các ngoại viện dấu hiệu tại chỗ. Đây chúng ta thấy khi mà trong một nguyên giác đã cấp, chúng ta thấy lúc đầu là một con giác đang sau đó nó sao nó giảm dần dần dấu giống như đầu suy giác nó sao bình thường. Như vậy nó có pha đầu tiên là thường giác, sau đó khoảng 3, 4, 6 tuần, 8 tuần gì đó, sau đó diễn tiến nó sẽ trở thành suy giác. Nếu ta đo được 1 năm giá thì sao? S4 sẽ giảm, tại sao nó tăng trong giai đoạn suy giác? Xong đó nó hồi phục lại. Do đó nếu ai đó không kinh nghiệm mà thấy bệnh nhân suy giác rồi bệnh nhân giác cũng như thường giác. Còn ngược lại trong mặt này bệnh nhân thường giác mà trong mức kháng giác là sai. Lúc nào thì lỏng xuống, xuống xong nó bị suy giác. Do đó nếu trong bệnh này là không có chỉ định sai của ông không, thì tôi nói là của thi cơ giác này, đây là ba phá hủy thôi, nó không có gì buồn thật của họ. Do đó tất cả những bị phá vỡ giống như hồ nước bị lệ, nó không thích ra môn trả không đậu được, chứ không môn có không đậu được. Còn viên giác sau sanh, viên giác bình mạnh nó cũng giống như viên giác kia, nhưng mà không đau. Nó cũng có ba thai luôn, có nghĩa giai đoạn đầu thường giác, sau đó suy giác, sau đó bệnh giác. Cái này hơi khó. Tôi nghe trong một bệnh nhân không phải là sô, không phải là sô mô tô, mà chi giác như vậy đa số là dơ trong mặt là viên giác, để yên lặng chúng ta. Còn viên giác sô mô tô đặc biệt, cái viên giác này tương đối là phổ biến. Nó chỉ diễn sao là ba sô mô tô, thậm chí tôi nói còn nhiều hơn là ba sô mô tô. Là lý do là sao? Cái bệnh nhân này nó viêm giác mãn tính, nó tác tấn công vô viêm giác từ giai đoạn có giai đoạn thường giác, giai đoạn suy giác, giai đoạn bình giác, nó sẽ diễn tiến theo cái từ hình sin rồi đến lúc nào đó cái giác hoạt động nó bị tổn thương hoàn toàn thì đó suy giác đặc biệt. Còn có những bệnh nhân rút được thường giác, giác thường giác sau giai đoạn suy giác sau bình giác, và thậm chí có những bệnh nhân về mặt lý thuyết ngày trước tôi nói tôi dạy là viêm suy giác do viêm giác sô mô tô là suy giác đặc biệt, còn này rút lại. Những bệnh nhân mà rơi vô giai đoạn này là giai đoạn mà suy giác sau nó hồi phục hết, thì có những bệnh nhân tôi chờ đợi mười mấy năm khi giác sưng to luôn và vào bệnh nhân có khả năng là do cơ thể người ta bị không bị kích động gì đó mà khi giác không bị kích thích và nó vẫn không bị tổn thương. Như vậy chúng ta thấy khi giác sưng to nó liên quan đến cơ thể bị kích động, cơ thể nó càng lớn thì kích thích nó làm tổn thương khi giác. Nhưng mà chỉ do nào thay đổi cuộc sống, thay đổi về môi trường sống vân vân làm cho khi giác không còn tạo ra cái thác thể không tổn thương tiên giác nữa, tiên giác được từng có những cái giỏi giai đoạn suy giác. Tôi buồn một giác buồn xong là một tiên giác giác hơn 3 phút ngưng thuốc luôn, theo dõi 10 năm vẫn bình thường. Tuy nhiên những người đó tôi không theo dõi được kỳ mỗi giờ trong giai đoạn suy giác thế nào. Do đó tôi thấy tiên giác là sự một nó mua hình bạn bè và chỉ có những người kinh nghiệm thì nó sẽ ký đúng rồi, còn không thì nó do nó giai đoạn đầu là ba sẽ đo giai đoạn sau là suy giác, giai đoạn bình giác thì giai đoạn chẩn đoán thì cũng đang bình thường giống như bọn ai rồi. Sau này chúng ta đã hai sư cô được bác sĩ chẩn đoán ba sơ đồ, một bác sĩ chẩn đoán suy giác, một bác sĩ chẩn đoán cũng đang bình thường, cũng đúng đó, tùy thuộc vào giai đoạn nhưng mà giai đoạn vấn đề là chúng ta nhìn đó giai đoạn nào để ta dự đoán và theo điều trị cho đúng không. Do đó cái viêm giác này hơi khó. Rồi dù học con giác lớn chúng ta thấy thường cao uống hoặc con giác có hút cũng gây ra thì rồi vị trí cường giác chúng ta từ giác nghiên cứu nghiên cứu thì hết tác dụng thì nó sẽ hết vị trí và đặc biệt trong thuốc mà hamperon không bị bị động gì đó thì nó rất nhiều đó, một viên có 7 gram đó chúng ta hãy ta nhu cầu hai bao nhiêu trăm rưỡi 150 hơi quá 80 như vậy mà 7-5 gram mà thấy gấp mấy lần hàng ngàn lần. Do đó uống vào khả năng quá tải khả năng gây ra bệnh gì, một là thường giác, hai là bị suy giác, cái tần suất cái tỷ lệ ngang nhau. Rồi nguyên nhân khác cái này hiếm ha, rồi thay chính này có rồi cái này hiếm này em biết không, này thuộc về chuyên khoa hay sao rồi chẩn đoán chúng ta dĩ nhiên chúng ta có chẩn đoán dựa vào lâm sàng và chẩn đoán sàng khoa học. Do đó chẩn đoán từ mọi thứ thường giác không phải dễ, không dễ đâu, đôi khi rất khó phải đủ kinh nghiệm. Còn nếu mà ai đó chẩn đoán hơn nó mang theo điển hình hoặc là thú giác được điển hình, còn đa số nó nằm ở 3-2 sinh môn con hoặc nguyên giác nó cấp mà cái dạng bệnh nó họp bệnh trong bệnh có nghĩa là trên ha ba do có họp với 2 sinh môn con cũng có, do đó cũng có người điểm nào không ha, mình chỉ biết ở giai đoạn này mà ngay cả những thuốc cũng vậy, to là kinh nghiệm hết.
cho điều trị ba điều đó. Có ba phương pháp nào đó luôn, không có phương pháp nào đó luôn hết. Nó có hai sao không có luôn. Nếu là tôi á thì tôi ăn hôm nay, còn nếu mình tới bác sĩ ngoại khoa thì ta nằm lên, còn nếu tới bác sĩ phóng xạ thì nằm lên, tùy người ta muốn đi hướng nào đi. Tuy nhiên một điều chắc chắn là đúng là luôn luôn cái đoạn đầu phải điều trị đột phá luôn, rồi muốn tính tiếp thì tiếp, không bao giờ nhân đang tự giác nặng đẩy nhân viên phẫu thuật tiền, không cần nên tự giác nặng chưa chữa hết cho đi uống phóng xạ gì không có. Như vậy á, ưu điểm của nội khoa là gì? Nhẹ nhàng, không phải khổ sẻ, không phải lo lắng gì hết, một cái là phải bệnh nhân mình dễ chịu khác, phải được theo dõi định kỳ và có kinh nghiệm chỉnh luôn. Còn phẫu thuật thì sao? Như đa số người ta nghĩ là phẫu thuật sẽ hết bệnh, không chắc. Tại lý do là sao như vậy? Chúng ta biết rồi là chúng ta giải quyết được chuyện này. Có những bệnh nhân á là đi khám bác sĩ phẫu thuật mổ xong là thì đó bác sĩ hay, nhưng mà những bệnh nhân mổ xong tái phát là đi luôn thì bác sĩ nghĩ là cũng chữa lành, không phải. Lý do là sao chúng ta biết đó? Tùy giai đoạn bệnh nhân mổ ở nằm trạng thế nào. Nếu bệnh nhân đó đang giai đoạn mổ và giai đoạn mà đang trình độ dữ lắm thì ta cắt rất là nhiều, sau đó hết cái cộng sẽ thành gì? Suy giá. Còn ngược lại ở người đang ở trạng thái tương đối ổn định, cắt cái miếng giáp vừa phải, sau đó nhân trình độ thì cái khối lượng nó quá nhiều cho nên đường giá hơn lắm là cắt lần lần, do đó tỷ lệ 1:3 là làm tội, do đó mổ chưa chắc là vừa tốn tiền và vừa khả năng tiêu hao của cho mổ thì bệnh nhân cũng giá quá lớn, khó khống chế được giảm tiền mổ để tránh ra là giảm được chi phí về mặt thẩm mỹ, đồng thời kiểm soát bằng thuốc dễ hơn, chứ thực sự mổ được không thể nào nói là chặn và phát hiện 100% được chuyện đó không có. Còn phóng xạ thì sao? Phóng xạ chắc chắn là cái thứ là sau này càng về lâu thì càng bị suy giảm và chấp nhận bệnh nhân uống thuốc để điều trị sức khỏe điều trị suy giảm. Tuy nhiên suy giảm nó đơn giản là uống thuốc theo dõi định kỳ thôi, nhưng mà cũng phải uống thuốc theo dõi chứ không phải là lành bệnh hết. Nhưng mà một số trường hợp tôi thấy uống phóng xạ 20 năm sau vẫn bị đẻ thôi, do đó không có nghĩa là uống phóng xạ 100% cho mình suy giảm đâu, vẫn bị giải thoát như thường. Nếu phóng xạ đó giai đoạn đầu của thuốc đó nó bị suy giảm chưa đủ và suy giảm vẫn còn sống và nó bị do cơ chế tuần hoàn làm cho suy giảm còn mạnh lên thì do ông phương pháp mình còn vậy đó. Đứng trên góc độ tôi nghĩ giờ nội khoa người ta thấy tương đối bắt đầu mỹ hai hướng là hoàn mỹ thì tương đối là chọn gì thì do phóng xạ cho bà nhập thì chọn phương pháp nội khoa. Nguyên tương đối bây giờ của Mỹ bắt đầu tương đối này chuyển qua nội khoa. Lý do tại sao? Nó vẫn khuyến cáo nếu bệnh nhân đó mà tương đối ổn định với thuốc kháng giá của liều thấp thì vẫn uống vẫn nhẹ nhàng hơn so với do phóng xạ nhiều tốn kém mà đôi khi nó cũng không hết. Do đó chúng ta thấy cái nội khoa là nền tảng, không phải tôi đi bên đây nói nhưng mà thực sự là nền tảng. Và nếu muốn điều chỉnh thì nó không có mỗi lần thì tác dụng phụ nó có nhưng thực sự chia sẻ ra trong 3-6 tháng đầu gần 1 năm đầu thôi. Còn nếu nó du nạp với thuốc kháng giáp thì gần như cái chuyện tiền đặt bạch cầu hay nhiễm thuốc từng như không có, nó chỉ xảy ra trong đặc biệt trong 6 tháng đầu rồi vượt qua 6 tháng đầu không có dưỡng, không có dụng cụ gần như là chỉ tác dụng phụ. Chúng ta thấy thường là điều trị là 12-8 tháng mình thực sự điều trị kéo dài. Nếu mình trong đó bị tái điều tra lại hoài thì đôi khi ta kéo dài, mà để ít nhất chúng ta duy trì 2-8 tháng thì tỷ lệ nó khác rất là cao, 50% sau khi cuối và tỷ lệ nó khác thì thuộc vào bệnh nhân, chủ yếu vào bệnh nhân thôi. Những người lấy những người bệnh nhân mà cái tinh thần không ổn định do công việc hay là do gia đình gì đó có bị kéo thì nó gần như là bị đá đó khuyên hướng người ta cho việc khác nửa đi một chút uống vài là ít bị đá phát hơn so với người dân rất là số, sau đó cũng dài lát sau quay lại đá phát nhiều mặc cầu thì mà nên mà bị trái thì sẽ lại nguy cơ như trình độ này. Rồi phóng xạ thì đã nói rồi, thì nếu mà chúng ta thấy càng thì lâu dài thì tăng 5% mỗi năm suy giảm bệnh viện, có nghĩa là suy giảm bệnh viện cầu hoặc con giá thôi thì cũng thôi. Biến chứng là gì? Chúng ta thấy lựa chọn trong cái bao chế phẫu thuật là cú giáp to rẻ, cú giáp tiền hoặc tái phát sau điều trị chúng ta nhiều quá và to quá cũng không tốt, do tôi không nên hướng chọn được bệnh nhân mổ cho ba giờ đâu. Ba giờ anh mổ nguy cơ là gì? Và gì có liên quan đến tái phát suy giáp, có liên quan đến suy thận giáp, suy thận giáp ngày trước á, sau này tôi biết là suy thận giáp, thận giáp là mấy tiếng? Bốn không? Không. Cái điều này tôi có nói chuyện cái đại bao của năm
có một câu đó thì chỉ có những thương của các vua cao sự không chắc nữa nửa chính giác rồi sau đó cũng vô bị tên lên hạ ca sĩ máu thử về lá thấp để lý giải cái kiểu gì như vậy đó là hai tiếng kia hoạt động không hiệu quả có nghe người ta thấy có bốn tiếng nhưng mà chỉ có hai ba tiếng hoạt động nếu hơn gọi là chúng ta có bốn tiếng hoạt động thì hết cắt hai còn hoạt động hai nhưng mà xui cho cô này cắt ngay bên thôi là ai thằng cũng thế hai thằng kia nó kém cái cùng định lượng gây ra sát và đó là cùng định của tôi ghi lại đó là chỉ cắt nửa chứ chứ do đó không biết là một chuyện là chú giám không có tìm nhau giống như là tranh trái cây và hết được như vậy đó là xui cho những người mổ chứ chứ xui vô cái phần là ngay chỗ mà chừa cái chú giám thì hết làm trong cái giá với chục giống như khổ hơn là so với đâu có chịu lại được nó dính luôn mà giống như là nó mang được chút rồi buồn cảm xin cũng không thể nào mà phải chịu được chỉ bớt rồi đó cậu chúng ta đó cũng kìa là khó chịu bốn cái chấm nhỏ xíu sao chưa là bắt thôi có thể là một đơn viên hoặc tổ viên hai ba lần mỗi hàng thì để nhận mục đích là để giảm triệu chứng cho những đau họng thôi để có tham gia thì là có hàng đó khi tiêu là như vậy rồi chúng ta thấy là khi uống là chọn được một hay hai và tùy thuộc vào cái bệnh nhân là chọn một phương đó và tại đây đâu thì thường cái viên ta chọn là 300 mg với là thế thì khi 50 mg chúng ta thì 2 viên 3 là 6 viên và đối với cái nitazone đó chúng ta xài 20 đến 30 cái hạn chế mà bệnh nhân ta bao chúng ta xài 6 viên còn khi dozone chúng ta hiện lượng 5 xài 20 mg đủ như vậy 2 thuốc này thường xài nhất thì giai đoạn tấn công đó thì chúng ta xài là liều cao trong vòng á thường như là 6 viên nhân 5 á chúng ta xài 6 viên trong vòng 4-6 tuần thì lượng lại nếu mà 3-4 cho bình thường chúng ta sẽ giảm được và cái này to là kinh nghiệm hết do sắp có một chuyện nhưng mà nhắm bao nhiêu là vừa chỉ chúng ta thay đổi bệnh nhân trong thời gian dài tháng ta biết là bao lâu cái hạn chế biết người đó là sắp chuẩn bị căng thẳng stress thì khuynh hướng của sang nhiều hơn đợi cho nó từ giấc nặng quá thành một do đó cái này còn thuộc về gọi là chấm chừng giống như là chúng ta thấy người nấu ăn chuyên nghiệp người ta có không thích không không còn những người có thấp mất rồi cũng là vừa còn những người cố gắng học theo sách đúng là sách không ngon giống như vậy còn trong chúng ta nhìn bao nhiêu là người chỉ có người đó biết quen thôi hỏi tại sao thì có nói nó có nhiều yếu tố không đúng cái điều đầu sợ nhất của cá nhân thì gì thì là mà cậu đúng mà thường xảy ra nhiều nhất trong 3-6 tháng đầu do đó nếu bệnh nhân đang uống mà có thì chúng ta lập tức cho bệnh nhân thử cầu thuốc máu nếu cầu thuốc máu mà nó giảm thì tinh đen còn nếu bệnh nhân mà không có thì do nguyên nhân gì không nên dùng thôi và sợ đó rồi còn nguyên nhân do nhiễm thì có cũng có nhưng mà nhiễm đó thì thường là may mắn là nhiễm cái này hạn nhóm á bê tông thì nhiễm thì ta đổ vào nhóm tiêm cho thì lại bị chúng ta thấy thì nó nhiễm không thấy gì đâu thì còn nhiễm quá nặng thì ta chọn cái phương pháp là mổ hoặc là phóng xạ thôi rồi vì bị nhiễm của em ta thấy nhiều điểm độ ba là đã phát rồi rồi sử dụng vẫn chọn cái pháp này nó nhẹ nhàng khi nổ thì độ 3-6 tháng thì đó là cái việc là sao đó chúng ta lấy cái lượng đáp án nhất là thấy bú giáp đau quá cường giáp nặng quá cường giáp và tăng T3 kéo dài hoặc là T3 ta thử cao quá thì ta thường thấy những chuyện rất là ổn còn những bệnh nhân bú giáp đau chọn giải pháp là nổ hôi lắm rồi đi trời còn thay đổi thì nếu mà sau lưng thuốc 1-3 tháng con một năm đầu sẽ thay đổi 2 tháng sau đó thì tôi cũng giảm bệnh nhân thì đạo mà quay lại thì mình nói 3 tháng quay lại thì chỉ có 1-2 tháng nhưng mà cái đó tùy thuộc vào yếu tố bệnh nhân biết là bao lâu tôi quay lại rồi cho thêm cái ăn và tôi biết mục đích đó cho mọi người lộ mạnh ác tính thì ta mới xài là cần phải đảm bảo giá thật từ giá nặng mà nó xài cái cầu huyết thôi chứ không phải là xài cầu huyết tụi nguy hiểm nha một số họ các bác sĩ không có thấy bệnh nhân nó lộ mạnh chút xíu à không có đáng kể thì cho uống một tiết làm gì cũng không có hiệu quả trong bệnh này làm cho tăng rất nhiều phụ của tiết rồi điều trị mắc mạch thì rõ ràng chúng ta thấy không có phương pháp nào điều trị hết chúng ta chỉ làm sao là tránh cái khó chịu thôi nếu bệnh nhân mà chó mắt thì cũng nên bật nếu mà mắt lộ quá cho cái chớp mắt nhỏ cái hướng mắt như thế nào còn là rõ một số nước á người ta phẫu thuật để làm cho cái đỡ lộ mắt để cắt một số cái cơ thì đòi hỏi là bác sĩ nó rất kinh nghiệm không có là cắt đồng bệnh đồng bà thì nhớ mắt
kéo một km, do đó chúng ta thấy thường nguyên tắc là ta cắt một số km thì lại, nhưng mà tổ hợp đó sẽ có được kinh nghiệm cực kỳ lớn. Thì ta mới làm được cái này không đa số là để nguyên tại vì ta thấy là nó đều hết, cho em cho mắt khác cùng lại cùng lại. Nhiều khi đó là các con này nó bị kéo qua kéo lại, nó giống như nó lặn lên xuống, rồi đó như vậy. Do đó chuyện mà bây giờ mổ để coi là giảm độ mắt trong 3 độ gần như ta chưa tính cả. Rồi, kết luận. Cái hội chứng là nhiễm độc giác, có nhiều dân ta phân biệt giữa hội chứng trường giác và nhiễm độc giác nữa. Cái nào mà liên quan đến tăng nhóm họp thì quyền có quyền xài thuốc tăng giác, còn mà tăng nhóm thích thì không có quy định, nhớ địa điểm luôn. Và chúng ta lấy địa chỉ thì thuộc vào nguyên nhân là thứ nhất là phải có ba phương pháp, và ba phương pháp thì thuộc vào bệnh nhân chọn nào, thường tôi sẽ cho bệnh nhân chọn trước và sau đó mình tư vấn cái phương pháp nào cho bệnh nhân chọn được. Chúng ta phải tư vấn một cách gọi là lợi. Có một số trường hợp đó là bà mổ đi, và đi tới bác sĩ ngoài khoa bà mổ đi hết, cuối cùng bà mổ nó xong đó ông mất cái tới bác sĩ đó nó là tại sao nó sẽ tại bệnh bà này, và cuối cùng nó lý của nó chán mà quay về một bà thôi. Vì đó cái chúng ta cái tư vấn cái phương pháp điều trị cực kỳ quan trọng, tùy thuộc vào bệnh nhân, tùy thuộc vào cái số cho bệnh nhân. Có những bệnh nhân cũng cho bệnh nhân thấy là mình cũng nhắc vào đó không chế bao lâu rồi, còn bệnh nhân cũng nhắc lần đó không chế được thì bác chỉ đi mổ mổ nhiều cái risk của nguy cơ cho các cái cuộc mổ, nhiều nguy cơ của suy chú khó giá thì do đó cái gì có gì nó không có là chết bệnh cái mổ. Có những bệnh nhân mà hạ ra đi máu, hạ ra đi máu rồi cho các cái co giãn cực kỳ có gì bệnh nhân không làm gì chung luôn, cái là làm chút xíu bệnh nhân cảm thấy cái buồn tai cứ mệt mỏi mà cái uống anti chỉnh cho bớt chút xíu là xong lại gì nữa là nghiêm tâm không chịu được, đó là nguy hiểm của bệnh nhân. Rồi, bài hết.